số 9 à? Ừ, với lại mới WC rồi luôn. Ổn hơn chưa mấy chị? Mấy chị coi ổn, ghi chữ ổn giùm em nha. Chứ bây giờ em thua rồi, em biết mần gì nó giờ. Chỉ biết là lên lại thế thôi. Đúng rồi, cái điện thoại này nó bắt sóng yếu, đúng không? Cái điện thoại của em bắt sóng yếu hơn. Giờ em chuyển sang xài cái điện thoại này xem là có ok hơn không ha mấy chị ha. Rồi. Được chưa? Chị nào mà coi được nói chữ được giùm em cho em biết đường em 29 lượt xe, 30 lượt xe thì vẫn như vậy thôi. Giờ xe lại cho một lần thôi ha. Nãy xe nhiều đúng không? Giờ xe cho một lần thôi. Mượn cái điện thoại khác đi. Xe giùm dân Trang Thảo Võ giùm cái. Rồi bây giờ khổ lắm mấy chị ơi, bây giờ nó không có cho em đọc được bình luận của mấy chị. Coi được không mấy chị? Được thì ghi chữ được giùm Thảo. Bây giờ tranh thủ nè, bây giờ em tranh thủ một cái gọi là ghê gớm nè, để cho chị nào mua được thì lấy trước đi ha. Rồi để em coi bên đây nó hiện comment chưa. Rồi ok rồi đúng không? Rồi bây giờ nè, tranh thủ lúc ít người. Được rồi đó hả? Chắc là do điện thoại nó cùi mía rồi, nó hư rồi nên là nó như vậy. Trời ơi, cái bịch ống mực ở trên cái bàn đó, không giật như điện thoại trước. Rồi ok rồi, nói chung là nhà được cái nhiều điện thoại Apple. Nhà gì cũng không có chứ điện thoại. Em lên một cái mã này, rồi chị nào mà mua được thì đầu livestream tranh thủ lấy, rồi lên cho cái áo sọc màu nu luôn đi. Đó, xem được rồi đúng không? Rồi xe lại giùm cái coi, xe lại giùm cái ha. Ok rồi đúng không? Bây giờ là đồng giá 69.000, có nghĩa là bây giờ riêng á, hồi sáng này em Thảo đã chuẩn bị bao lì xì cho mấy chị luôn hết rồi. Em đi đổi tiền mới này kia nọ hết trơn rồi. Nhưng mà em suy nghĩ lại, em nói là thay vì em làm như vậy thì nó quá hình thức, với lại nó rất mất thời gian. Cái thứ hai là em Thảo không có thể nào mà kiểm soát được những cái đơn hàng. Ví dụ như bây giờ em nói đơn hàng nào mà ai em cũng lì xì thì không có được. Em lì xì trong giá trị đơn hàng luôn, có nghĩa là em thì trực tiếp ở trên cái sản phẩm luôn cho nó dễ nha. Bởi vì em mới suy nghĩ con số 69, bởi vì con số 69 là em lỗ rất là nhiều tiền luôn. Bởi vì có những cái quần WG, có những cái áo khoác em đều lên giá đó. Rồi bây giờ em mở hàng bằng một cái áo khoác trước đi, rồi em lên cái này sau. Cái này chắc là nhiều chị mua rồi, chắc là muốn mua nữa rồi. Rồi bây giờ em lên cái áo khoác này. Em Thảo sẽ áo khoác 188 ha. Nó là áo khoác của, không phải của nhà Khánh Giang đâu. Nó là áo khoác hàng thun cát, hàng siêu đặc biệt 57-58kg đổ về. Chị nào có xe livestream, ok rồi, được rồi, thấy rồi. Có xe livestream và hiểu được cái tiền lì xì của em nó lớn như thế nào, hãy nhớ giùm em nhé, đây là tặng lì xì, không phải là bán hàng. Nên là mấy chị mua hàng có ý thức giùm em, ok chưa? Mình nhớ, mình cần, mình mua. Không nhớ, không cần thì đừng có mua. Cái này ghi mã cho nó công bằng. Giờ em đọc phát cam, ai em đọc hết trơn á. Mã 81 à, có những cái em Thảo sẽ đọc mã, có những cái em Thảo sẽ đọc mã số 69. Để làm sao mấy chị? Để như vậy kiểm soát được hàng cho nó chính xác hàng, không có sai hàng. À được chưa? 81, mã 81 kèm số điện thoại, nếu là khách nào mà chú số điện thoại mã 81. 81 cho Lan 1. Rồi cái này không giật thì không giật được cái nào nữa hết, được chưa? Đó, bao nhiêu thứ tinh túy tinh hoa tôi đem lên đây tôi tặng tôi trao yêu thương mà đem lại đơm bơm đơm bầm là tôi cắt cổ nha. Đợt này là em không có bóc phốt người. Mà em hồi xưa giờ em cũng không bóc phốt, nhưng mà dạo này em cũng chẳng bóc phốt người nào mà bơm hàng hết. Nói chị ai muốn bơm thì bơm. À, lần này là mình không có còng cọc tiền, bên họ sẽ không gọi điện nhờ mấy chị cọc tiền nữa. Ý thức là ở cái đầu, ý thức là ở con người. Nên là chị nào thật sự muốn mua hàng thì mua nha, đừng để cả cái uy tín của mình bị một cái người ta đánh giá bằng một cái gọi là không đáng. Mấy chị ơi, ghi mã 81 là được rồi nha mấy chị ơi. Được chưa? 60-62kg được chưa? Nhận về thấy khủng khiếp không ạ? À? Ai tin được không? Nhìn cái mạc để coi Thảo tặng 69.000 nó có đúng chính xác với chất lượng của hàng hóa không? Hay là nó phải gấp đôi, gấp ba lần chất lượng hàng hóa?
Rồi comment giùm em áo sọc 69 vậy thôi nha. Tính đọc mã mà thôi. Tại vì mấy cái này á em sẽ chơi lộn xộn. Cái nào mà nó hay bị nhầm lẫn thì mình ghi mã. Còn cái nào mà không bị nhầm lẫn gì thì mình cứ ghi như thế này để cho mấy chị được. Hàng này của Thảo là hàng Quảng Châu, chuẩn mấy chị. Bao giặt mấy giặt, có nghĩa mấy chị giặt thoải mái, không có lo là nó bị xù. Bởi vì cái phần này nè mấy chị, phần này là dù là lưới nhưng nó lưới xịn, nó không có bị bung hoặc là nó không có bị sọc 69 dướng vô mấy cái ấy, nó ấy, nó chắc á. Sọc 69 cho Hồng chắc. Trần. Rồi. Ở sọc 69 cho đời là thế. Hồng Trần. Trời, chị đời là thế. Sọc 69 cho Kim Quyến. Kim Quyến. Đó. Đừng ghi mã sọc 69 nha mấy chị. Cái sọc 69 chứ mấy chị đừng ghi mã khác giùm em nhá. Đừng ghi một tí em đọc mã. Nói chung là nó có nhiều mã hàng của nó. Rồi em lên cái sọc đỏ luôn ha. Rồi, sọc 69 chị Cẩm sọc. Nguyễn nè. Rồi ai sọc 69 cứ ghi đi. Rồi chị Trúc Đào nè. Rồi sọc 69 cho Cẩm Nguyễn có rồi đúng không? Rồi chị Kiều Anh nè. Rồi chị Nguyễn Thị Kiều Anh nè. Chị Thu Nguyệt Phạm nè. Khách quen không giờ em. Thu Nguyệt Phạm cho em xin lại số điện thoại. Đã 81 đâu nữa mấy má. Rồi đợi xíu. Nè. Rồi Cẩm Nguyễn comment một lần thôi. Cẩm Nguyễn comment một lần thôi. Sọc 69. Rồi sọc 69 thì chị Tiết Mai. Ok chưa? Còn ba cái sọc 69. Bây giờ em chỉ có thể qua kho để em bóc hàng nó nằm ở ngoài thôi chứ đã vô được cái nhà đâu. Rồi chị Tuyết Mai có sập chưa? Rồi chị Phạm Nguyễn có sập chưa? Rồi chị Phạm Nguyễn cái sập nè. Rồi quên mấy bên đây nó ẩn nhiều dữ vậy trời ơi trời. Thôi cái sập đỏ luôn đi, lỡ rồi cho nó lét luôn đi mấy chị. Cái này về mấy chị tặng mẹ. Nói chung là rất là dễ mặc. Cực kỳ dễ mặc khỏi nói rồi. Rồi bây giờ nếu mấy chị bị ẩn comment á, mấy chị bấm thích live stream giùm em đi nha. Tại vì nó không lâu lâu nó không thèm chạy comment nữa. Thu Nguyệt Phạm cho em xin số mấy em hết chạy comment rồi. Mấy chị lâu lâu với nó đứng comment luôn, em không hiểu lý do vì sao. Rồi xong chưa? Ở đây là sọc đỏ. Rồi cái vải của nó đụng vô mà không sướng teo buri nữa thôi luôn. Sọc đỏ 69 cho Kiều Trang. Rồi Kiều Trang nè. Đợi lâm chưa? Đợi xíu em đi lấy cho mấy chị một cái hai cái đàm ha mấy chị ha. Rồi chị Thanh Thơ có sọc chưa? À, Huy Bảo có sọc chưa? Sọc đỏ cho Thanh Nguyễn kìa. Rồi sọc đỏ cho Thanh Nguyễn nè. Rồi sọc đỏ chị Thu Lê nè. Sọc đỏ 69 cứ ghi vậy làm Thảo biết coi có mấy cái thôi hà. Để mai cố gắng thử coi có dậy sớm được không, thì qua lựa thêm cho nha. Rồi đời là thế. Rồi chị Tiết Huỳnh nè. Rồi Thanh Nguyễn có rồi, mấy ẩn comment nhiều quá không đọc được mấy chị. Không đọc được cái gì luôn á. Một máy nó hiện người này, một máy nó hiện người kia, phải kết hợp hai máy lại mà đọc đó. Chưa? Rồi phát xám luôn đi ha. Rồi phát xám này cũng đọc mã. Phát xám này cũng phải đọc mã. Rồi sọc đỏ là trời ơi má ơi, Tuyết Quỳnh bên đây mới nhảy. Rồi Lê Thanh Xuân, em không biết chị mua sọc nào chị ơi. Trời ơi, đính đá mấy bà ơi. Đính đá mấy bà ơi, cái này phải đọc mã số ha. Sọc đỏ 69 cho Trang Võ. Rồi, sọc đỏ chị Trang Võ một cái nè. Rồi, xong chưa? Nhanh chưa? Được chưa? Để đọc mã nè. Huy Bảo nãy giờ sọc gì rồi, cho ba cái sọc đỏ luôn nữa nè. Khổ quá, cứ ngồi sọc hoài. Quỷ Hà, sọc đỏ Thúy Kiều. Rồi, xong chưa? Nó hiện lâu lắm nó mới hiện lên. Rồi đọc mã nha. Mã này chắc cũng phải chạy lên mấy ngàn comment nhờ. 280. Ok chưa? Để em kẹp mã vô đây cho nó gọi là công bằng ha mấy chị ha. Rồi 280. Ghi mã 280 cho em Thảo. Không, cái nào đừng có đoán. Em chưa đọc mã thì đừng có đoán. Đoán chi cho nó cực. Ui ôi. Lên cái này mới nhức nắp đây. Cái này là cái này 87 rồi. Đợi anh Thảo xíu. Mã 280. 280 cho Khánh Quỳnh. Rồi ok cho Khánh Quỳnh. Thêm cái nữa đi cho nó tràn trề sinh lực ha mấy chị ha. Em đi một mã nữa. Nhưng mà lên lượt xe cho em Thảo chưa? Mới có 299 lượt xe thôi. Phải lên nữa mấy chị ơi. Tiếp theo 60kg đổ về. Nhanh nha. Rồi giờ ngồi chuẩn bị bàn phím nã nè. Em nói mấy bữa nay em để lâu lâu mới chốt đơn, để mùng 8, mùng 9 rồi chốt đơn mấy chị luôn. Mấy chị cứ lựa từ từ, ngồi chơi cho vui đi. Mình cũng chưa cần thiết có nhiều. Mấy bữa nữa rồi qua rằm mấy chị đi chùa nhiều á thì cần nhiều. Bà qua rằm mấy chị nhận được khách hàng rồi. Rồi xong chưa? Hello Hà Lan già. Mã, ghi chữ mã đi. Tôi đọc cho.
55. Đó. Lên cái quần 90 nè, mã 55. Nè, cái quần nhớ không mà. Giải gì mấy chị? Kaki đúng không? 60kg ngon lành đúng không? Rồi, đó, chào bầu 8 năm sau bên máy kia nó mới hiện lên. Mã 55 cho Khánh Quỳnh. Rồi, mã 55 cho Khánh Quỳnh, ok. Rồi, tiếp tục xuống cho mấy chị. Comment lên chậm lắm luôn á, không đọc được, không hiểu lý do luôn. Mới 302 lượt xe thôi nha. Chị Thu Hà chưa xe livestream nè. Đó, chưa xe livestream cho Thảo. Rồi, cái này em Thảo cũng đọc mã cho mấy chị luôn nhá. Tại size này là size quá đẹp, xếp thân L 62kg mặc cũng vừa. Bây giờ phải cho giành giật mới vui đúng không? 194 mã 194 ạ. Rồi, comment mã 194 hàng cao cấp mà lâu lâu giành được cái phải gọi là khí thế nha, cứ bình tĩnh đi. Hôm nay gọi là chơi vui du xuân mà mấy chị. Gọi là du xuân một lượt du xuân ấy mà. Nên là không mua được cũng không có việc gì phải buồn. Rồi, mã 5 mã gì đó, mã 55. 53 54 Lê Nhiễm. Thêm một cái nữa nha. 55kg đổ về. Đọc im, đọc nhẹ thôi chứ không dám đọc lớn. 21. Em có một bao áo đá Hàng Đông, trưa mai em lên cho mấy chị. Báo đá Hàng Đông 102. Rồi, mai em lên giá 69.000. Chị em nào mà ngày mai 12 giờ mà không lo, tranh thủ mất phần ráng chịu ha. Rồi, mã 21 nè. Rồi, thêm cái quần ống rộng nữa đi ha. Thêm một cái quần ống rộng nữa. Cũng 69.000 luôn ha. 60kg đổ về, size cực kỳ đẹp, size XL. Bởi vậy phải ghi mã. Bây giờ em nói rồi phải ghi mã. Ghi mã như vậy nó mới công bằng. Mã 166, khỏi cần giành giật với ai, đúng không? Ghi đúng mã được phần, đúng mã được phần. Mã 166, được một con thôi. Thêm một cái nữa đi, một cái quần đuổi nữa đi. Cái đuổi này mà, thôi em lựa cho. Em lựa một cái cho em khoái một cái đã ha. Rồi, comment xong chưa mấy chị? Lên một thằng nữa ha. Nhìn là đủ phê rồi, là đủ hiểu gì rồi. Rồi, 60kg đổ về. Mã 229. 229 giờ tháo mã ra nha. Đừng để mã mặt nó vướng vô. Đau rồi nhảy dựng la làng nha. Mã 166 cho đời chị là Trúc thế Lê. Rồi, 229 nè mấy chị. Xong chưa? Em ở đây em không đi lấy hàng được. Cũng hơi thiệt thòi. Rồi, cái đầm vàng mình mấy cái. Rồi, đầm vàng em đập mã cho mấy chị chết luôn á. 62, 63kg đổ về đầm vàng 69 vậy đi. Mệt quá khỏi rất rối nha. Mã 229 cho lên gì á. Đầm vàng 69 được 3 cái. Rồi, đầm vàng 69, hàng gì mấy chị? Nhìn kỹ cho em ạ, à. Hàng gì ạ? À? Hàng bơm á, bơm nhà em bán nó nước còn cả 3 năm chưa hết luôn á thiệt. Tại vì cứ để đó ngoài, đâu có thời gian đâu mà khui ra mà bán. Ơi, mã 29 xong hết chưa? Hết rồi hả? Ôi trời ơi, có 1 cái thôi. Cái đó hồi bữa em đem ra tới mấy chục cái em bán rồi sao em nhớ không? Đầm vàng 69 cho Thu Nguyệt. Rồi, ok. Đầm vàng 69 cho Quỳnh Trần. Thu Nguyệt, đầm Quỳnh Trần. Đầm vàng 69 cho Liễu Trần. Liễu Trần, rồi hết rồi. Rồi xong trước tiếp tục, màu hồng được một cái. Rồi đầm hồng 69 được một cái nha. Đầm hồng 69 viết nhanh đi. 65kg thoải mái. Màu da được hai cái, ok. Cái đầm có 120 chứ nhiều ha. Vậy là lì xì còn lớn hơn chữ lì xì nha mấy chị. Hello chị Trần Vũ Ngân Bình, em thấy chị rồi, bên máy này không thấy, bên máy kia thấy, máy này không thấy. Đồ nghiệt ngã lắm, đồ nghiệt ngã lắm mấy chị. Nha. À, cảm ơn chị Ngân Tiền. Rồi được hai cái đầm nu á, đầm nu 69 luôn đi. Ghi đầm nu 69 luôn. Rồi tiếp tục, để coi còn màu gì nữa không. Cái này hàng bơm em chẳng biết nó treo lên cái gì đâu. Rồi có một cái đầm đỏ 69 nữa nè. Đầm hồng 69 cho Ngọc Hên. Rồi đó, rồi rồi cái này đầm đầm đỏ 69 luôn ha. Trời ơi, không lên được 300 mấy mấy chị. Số view thiệt sự là tệ luôn á. Đây, lên cái này mà không lên được 300 là giận này nha. Cái này mà không lên được 300 là giận nè. Có hai cái thôi phải không? Đầm nu 99 cho Thu Lê. Em chỉ cho nhìn sơ sơ thôi nha. Đầm nu 60. Em cho nhìn sơ sơ thôi. Đầm nu 69 cho Lê Thị Tuyết Mai. Rồi, một cái hồng hết rồi đúng không? Giờ còn cái đỏ nó hết rồi đúng không? Cái đỏ nó hết rồi. Chờ chị Tôn Nữ Bích Vân nè. Không chia sẻ được chị thì mày đâu có bắt mà chia sẻ đâu. Đầm đỏ 60. Rồi, chị Tuyết Thanh comment gì hả? Đứng ngoài nè. Mấy một cái không đọc được comment của mấy chị. Khổ tâm đó mấy chị, không phải đơn giản đâu. Bây giờ không phải muốn đọc comment là đọc đâu. Em cho mấy chị nhìn sơ chứ em cho hồi mấy chị chết mất. Biết hàng gì rồi gì. 150. Đúng không?
đen vàng 69, áo đen không, đen vàng 69 có nghĩa là đen và vàng 69.000, ai mua cái nào thì mua. 60kg đổ về, bao vừa, nhìn vải cái đi rồi mua. Được chưa? À, đừng ghi đỏ chị, đi đầm đỏ thì kia nhá. Đang đọc theo mã em, đừng ghi tầm bậy em bạ không có được đâu. Em bậy bạ em biết đường mà màu ạ. Cái này mấy chị nghĩ đi. Giờ sao mà em Thảo mặc được lên người, xong rồi mấy chị bỏ ra 150, mấy chị cũng không tiếc nữa. Thôi kệ nó có hai màu mà đi vậy luôn đi. Vàng 69 cho gái nhà nghèo. Rồi ok. Đen 69 cho heo sumo. Rồi ok, lên thế. Để đi kiếm cho mấy bà ơi, tại vì không có đi xa được, khổ tâm lắm. Nè cái quần đuổi, nè còn màu hồng nè, quần đuổi. Ủa tôi nhớ treo nhiều lắm mà ta sao này hết rồi. Nè cái màu hồng giống cái màu bò nè. Vừa lòng chưa? 60kg đổ về. Cái này đọc mã, này dành dữ lắm, phải đọc mã thôi. Mã 146. Rồi quần này mã 146 nha mấy chị. 146 quần hồng 146, ghi là mã 146 cho Thảo là được rồi. Để em đi lựa mấy cái giống cái đó cho. Thôi lên cái tăng like luôn đi ha. Cái đó hết rồi, cái đó là bữa khách dành quá hết trơn rồi. Một cái quần đuổi 55kg, 56kg. Mã 146 cho TD Hoài màu Thương. Diêu, màu diêu. Mã là 241 nha mấy chị ha. Mã 241. Rồi tiếp theo. Cái này đánh lộn còn dữ nữa nè. Cái này còn đánh lộn. Cái này còn đánh lộn. Quần này em nhớ là 185. Kệ nó chơi luôn. Size 28, size 29, size 27. 27, 28, 29. Mã 241 cho Bích Diễm Nguyễn. Cái này phải cho em 500 lượt xe em mới lên được cho mấy chị. Hàng này là hàng bao nhiêu? 185. Đúng chưa? 185. Bây giờ em sẽ bán mấy chị 69. Với điều kiện mấy chị cho em Thảo 500 lượt xe. 354 lượt xe rồi. Ok chưa? Cho em Thảo đi. 4 cái quần này mấy chị sẽ sở hữu với giá là 69.000. Đợi em tí em lên. Rồi tiếp theo. Áo này được có mấy cái thôi, 5 cái thôi. Rồi lên lượt xe chưa? Thích lên lượt xe, cần lượt xe à. Giờ cần lượt xe nhiều, em đẻ xong đi rồi tính. Em đẻ xong rồi em lên hàng mấy chị, không cần xe cũng hết hàng nữa. Không đủ đâu. Và có dự báo nha mấy chị ha. Dự báo thời tiết cho biết là ngày mùng 9 mấy chị lên mua hàng. Có thể là mấy chị phải đeo thiết giáp mới lấy nổi mấy cái áo len. Áo len đầu năm để khai trương của em. Rồi ở đây nó đứng comment rồi. Rồi xong chưa? Xong chưa, xong chưa, xong chưa, xong chưa. 387 lượt xe, 388 lượt xe. Do mấy chị xe ớt chứ không phải là do Thảo không muốn bán rẻ cho mấy chị. Cái này thì nó không có đẹp nhiều nhiều ha. Nó chỉ thêu dăm 3-7 cái như mấy chị thôi. 62-63kg. Cái này em đọc mã nhẹ nhàng nha mấy chị ha. 62-63-65kg cũng vừa. Mấy chị coi giả vậy mà không 65kg sao ạ. Và đặc biệt làm giặt bầu cho đỡ thấy bụng nữa. Giờ đọc mã nha. Đọc mã chứ không thể không đọc mã được. Những cái có những cái phải đọc mã. 285. Không nhìn thấy comment luôn á. Ngọc Hân bên đó thấy, bé Kem bên đó thấy mà bên đây không thấy. Hay nhờ. Nó không thấy luôn á. Ôi không thấy đâu comment luôn đó mấy chị. Không biết lý do vì sao. Nha, rồi, ở đây em Thảo. Đâu có đẹp mấy chị ha, hàng 120 giờ đem ra 69.000 nhớ có một lượt xe cho em nha. Rồi bên đây em thấy mỗi của trời ơi. Không thể thấy được comment của mấy chị, mỗi máy nó hiện một khác, nó không hề giống nhau luôn. Rồi mã này em mới đọc mã nhiêu? 285. Rồi 285. Phạm Thị Huyền. Phạm có mấy cái thôi à. Cái này là màu khác rồi. Rồi ai lấy 285 comment giùm em 285, 285 màu ở trên á. Do là không thấy được comment mấy chị ơi. Chị Thu Hoa Nguyễn một cái nữa nè, ok. 400, 423 hả? 285 cho Thu Ba Nguyễn. Rồi chị Thu Ba Nguyễn. Tuyết Huyền. Đếm số cái kìa, nhận cho cố vô, không đủ hàng chia bây giờ. Rồi xong chưa mấy chị? Lên cái này cho đánh lộn cho vui. Lên cái này cho đánh lộn cho 385 cho Nguyễn Ngọc. À cảm ơn chị Thu Ba. 385 cho Hoa Kim. Rồi ngôi sao lẻ lâu em thấy nè. Trời ơi trời, giờ phải đọc mã gì bây giờ trời. Rồi 60kg đổ, 62-63kg. Giờ em đọc mã gì mấy chị, không lẽ đọc mã tỷ mấy rồi đó. Để cho đánh nhau chơi nhờ. Rồi mã 452, ok chưa.
Em mang cho em bảo mã 452. Em bóp về mấy chị bóp lại cho em nhé. Tự tháo ra nhé. Mở mở kim ra nha, đừng có giật ra nha mấy chị nha. Tại vì kẹp kim bằng sắt á. Đó, mã đó của bà sơ bà sẩm nào, lấy nhanh lên đi. 452. À, cái quần rộng bán hết sạch luôn hả? Còn cái màu quần rộng thôi hả? Mã 452 cho biết diễm nhé. 60 kg đổ về, hàng Quảng Châu. Nói nhẹ nhàng thôi hen. Rồi mã là 251. Rồi mã 251. Con cái. Để em lựa cái nào nhiều nhiều, bà rẻ không lựa được cái nào nhiều luôn á mấy chị. Cái nào cũng có con cái kiểu này chắc chết luôn. Rồi xong chưa? Tiêm xong chín. Trời ơi mình tới. Bà ơi bây giờ nó hiện đại rồi, ghi nhiều mã lắm. Mã 251 chữ TD Hoài Thương. Rồi được 300 lượt, à 500 lượt xe chưa? Chưa 500 lượt xe à? Còn 70 lượt xe nữa mới được. Mấy chị muốn mua giày 69 không? Em chỉ lôi ra đại thôi chứ giờ không nói được. Quần 3, 53, 54 kg. Biết vải gì rồi ha? Vải đuổi xước. 473, mã 473 cho em bảo. Giờ lên mã rồi, có những cái là theo mã, có những cái em đọc sẽ đọc theo màu. Tùy vô ha, tùy phụ thuộc vô cái mặt hàng đó nó có dễ đọc mã hay không. Tránh trường hợp mấy chị không nhớ bởi vì tới 3 4 ngày nó mới chốt đơn. Từ giờ tới mùng 9 mới chốt đơn. Mấy chị muốn mua gộp like nhiêu em lỗ bao nhiêu em cũng gộp cho mấy chị. Kệ nó cho nó thoải mái trong người. Mã 473 cho Nguyễn Thị Kiều Anh. Này cũng có một cái. 53 kg, 54 kg, 55 kg, nhìn cái bề bản nè. Rồi kế tiếp ạ, mã 165. 165, 165, 165, 165. Có một cái một thôi nên giờ quảng cáo là không kịp để đưa luôn ấy. Rồi, mã gu xì trắng cũng có một cái một luôn. Hết hàng rồi. Làm sao? Ha, nhưng quần chính thì có hàng nhiều cho mấy chị. Rồi, 53, 54, 55 kg đổ về. Mã 431. 431 ngang. Nè, mã đây nè, giờ nhớ mở ra nha. Nó cắn vô mông rồi la làng la sớm lên. Nó em Thảo bán đồ gì có gai trong đó chết tôi luôn á nha. Bữa nay em mượn người em bán kiểu đó. Rồi, size này size 31 được mấy cái đây? Mã 431 Nguyễn Thị Kiều Anh. Rồi, đi bỏ đi, đi qua lục size này cái coi 31 được mấy cái đây. À, size 29, size 29, lộn. Size 29 là lấy số 31 là size 29 á. Rồi, mấy cái này mấy chị ghi giùm Thảo là size 29 thôi. Được rồi, ghi chữ size. Ủa đâu? Chưa. Lục ra số size của nó đi rồi tính sau. Nè, này được mấy cái mấy chị gom nhanh lên đi. Này được mấy cái mấy chị gom. Gu xì trắng. Con cái à, con cái một à. Hết rồi. Còn đó, nhưng mà nó nằm trong cái bao bơm chưa cắt ra. Con cái thôi. Ờ, chứ dành không lại chứ ơi hả? Tội nghiệp không? Rồi, ok. Lên cái Quảng Châu nha. Quảng Châu mua cho má nha. Nãy giờ mua cho mình rồi, giờ mua cho má nha mấy chị. 60-62 kg đổ về. Nhìn nhẹ nhàng giùm em cái ren à. Chị nào đã nhận được cái này rồi à? Hàng này hình như hàng 85-90 gì đúng không? Rồi, 69. Làm em giùm em sọc xanh 69 là được rồi. Từ quần. Quần để em lục size ra cái đã tính sau nha. Quần để em Thảo lục size ra rồi em Thảo tính cho. Chứ bây giờ chưa lục size ra bán tầm bậy tầm bạ không có được. Có nghĩa là cái nào mà giá trị của nó tới gần cả 100 mấy, 200 ngàn mà em bán cho mấy chị có mấy chục á thì em cũng nói là bán lộn xộn được. Còn giá trị của nó mà nó không lệch bao nhiêu 20-30 ngàn thì em Thảo bắt buộc em Thảo sẽ nói cho mấy chị rõ ràng, mặc cho nó vừa. Được chưa? Mặc cho nó vừa. Rồi sọc xanh. Sọc xanh 69 giùm em. Cứ ghi như vậy là được rồi mấy chị. Đợi em Thảo xíu đi. Em lựa được bao nhiêu cái? Hàng Quảng Châu luôn ha mấy chị ha, mà có mấy cái thôi à. Rồi sọc xanh cho chị Hiền Nguyễn nè. Rồi sọc xanh cho chị Lê Thảo nè. Xanh này là xanh đen nha mấy bà già. Tại vì em đặt màu xanh vậy cho nó nhanh lắm mà. Rồi Tiên Tiến không có số điện thoại đúng không? À, là em bị đứng. Không có số điện thoại. Không có số điện thoại là em Thảo bỏ qua. Rồi chị Hiền Nguyễn. Rồi Thị Bùi comment sai mã rồi. Comment đúng mã em Thảo mới lên mã được cho mấy chị. Bởi vì lượt xe của mấy chị giảm nên em không có lên được cái quần này nha. Hồi nãy em có nói rồi 300 lượt xe, ý lộn 500 lượt xe em không mới lên cái đó. Rồi chị Tống thì tánh một cái sọc xanh nữa dục ra. Bé Kem một cái sọc xanh nữa dục ra. Rồi xong chưa, để em đo eo cái này. Cái này em phải đo eo cho chính xác mấy chị. Bởi vì đây là hàng xuất. Eo của nó không có đúng với eo của mình. Bởi vì eo của này là eo hàng xuất là eo nước ngoài, không có giống như của người Việt Nam. Nên em Thảo phải đo cho mấy chị này. Em đọc số eo luôn nhé. Rồi, cái này là 78 tương đương với 29. Sọc xanh thì bùi, sọc xanh cho bé Kem, sọc xanh chị Tấm thì tánh, xong chưa? Đủ chưa? Mày đựng nhiêu đây thôi gì? Quần jean này hả? Không được cái quần nào luôn hả? Bây giờ có này, lo gì?
Hàng này là hàng xuất nên cái form của nó không giống của mình. Cái size của nó không giống của mình. Cái này em nói rõ cho mấy chị hiểu ha. Nhiều khi mấy chị nói sao nó ghi tùm lum vậy em. Mấy chị ghi giùm em. Mấy chị ghi giùm em là mã số 30 luôn. Mấy chị ghi là mã số 30 luôn. Em lấy cái số này cho mấy chị, em đo eo 78. Chị nào eo 78 thì lấy. Eo 75 là eo của em Thảo, em eo 78. Ok chưa? Em Thảo cũ nha, chứ giờ em Thảo 8 mấy 9 mấy rồi, không có tính eo em nữa đâu. Mấy chị ghi giùm em là mã số 30, 69 ngàn. Được chưa? Rồi cho chị Tiến Tiên, sọc xanh còn không? Còn kìa kìa. Rồi không chưa? Mã số 30, ghi giùm em chữ mã số 30. Đừng ghi mã 30, mã số 30 cho em. Để mã làm số 30 gì? Cho Hoa Trương. Để làm gì? Khỏi lệch đó mấy chị. Cái này là theo trực tiếp nha. Rồi mã chị Ivy. Đó, mấy chị thấy lên hàng khổ lắm. Phải đọc rõ ràng cành đào ra. Mai Lê hai cái nè. Rồi chị Thu Lê một cái nè. Chị Thu Hà một cái nè. Rồi chị Thủy Nguyễn một cái nè. Rẻ thì rẻ chứ không phải lên mã đúng, chứ lên mã tầm bậy tầm bạ. Tầm bậy tầm bạ rồi bị đánh rồi sao. Rồi mã số 30 nữa nào đây. Rồi chị Hoa Lê Hoa đúng không. Rồi chị Huỳnh Nguyên nè. Hết rồi hả? Rồi hết rồi. Mã số 30 cho Nguyễn Thị Thuận. Rồi hết rồi. Đó còn nhiều đó thôi. Rồi cái này để em đo eo tiếp nha. Nó là mã số khác nên sẽ đo eo cho nó. Em giờ em đo eo như vậy nè mấy chị thấy không. Nó có thông số của nó không hết trơn à. Không có chị Kim Trần ơi. Nó có thông số kỹ thuật của nó hết rồi. Đo dùm cái coi heo bao nhiêu, cái đó chắc 79 rồi đó. Cũng 78 luôn, 78 luôn. Vậy nhận đi chị Hồng Lam nè. Rồi chị Hồng Lam nè. Hồng Lam không có số hả? Không có số điện thoại. Trần Thị Thị Dung không có số điện thoại luôn. Nè cái mấy chị còn mấy cái màu đậm nè. Cái mã số. Nè thấy chưa, khổ lắm mấy chị. Nó đâu có giống hàng mình. Chị Bích Đào kìa một cái nữa kìa. Đây còn một cái heo 78 nữa mấy chị. Theo trực tiếp mấy chị ha. Theo trực tiếp. Rồi comment giùm em rồi ghi là mã số 30 giùm em. Mã số 30 chị Trang Huỳnh nè. Rồi mã số 30 tiếp đi mấy chị ha. Ở đây nó ghi số 32 nhưng mà eo của nó vẫn là 78. Đó thấy chưa. Phải cẩn thận như vậy mấy chị về mặt mới vừa. Chứ mấy chị đâu có nghĩ là em bán mà ngồi đó mà ghi tào lao. Ghi đau là mã số 30 cho Huỳnh Nguyên. Chứ mày lãi gì đây. Khỏi má ơi. Em rút bậy rồi. Mã số 30 chị Huỳnh Nguyên. Rồi em rút bậy rồi mấy chị ơi. Rồi nhìn đi ạ. Chắc em nhắm mắt em nói đại quá. Đàm An Đông mấy trăm ngàn của em ha. 55-57 ký đổ về. Mã số 30 cho Bích Diễm. Mã 255. Rồi mã 255. Rồi mã 255 không chưa. Rồi tiếp tục. Mã số 30 cho mình. Lâu lâu cái này rồi tôi thấy cái áo khác là tôi khoái rồi. Em ghi với đồng giá 69. Rồi xong chưa rồi. Xong chưa. Đính đá ha. 55 cho Mỹ Dung Long. Rồi có một cái thôi. Cái này không dám nói lớn luôn á trời. 106 mà. Rồi bây giờ là 69.276 à. Mã 276 được một cái nha. Rồi kế tiếp lên đôi giày. Em lại lên hàng bơm cho mấy chị chứ nha. Phải lên hàng bơm nha. Đôi giày này size nhiêu đây. Size 35. Nhưng mà cái này em Thảo sẽ nói cho mấy chị biểu tượng là gì ạ? Người chia sẻ chắc chắn luôn ha. Nãy giờ không có kiểm tra chứ bây giờ phải kiểm tra đây. Một đôi giày mấy trăm ngàn, bây giờ lì xì lớn cho mấy chị là size 35, giá 69 ngàn được chưa? Thủy Nguyễn 483. Cái nào hàng bơm là em Thảo bán như vậy hết. 35 xẹt 69. 35 xẹt 69. Rồi. Lên cái áo khoác len đi, có một cái một rồi. Rồi lên một cái áo khoác len cho mấy chị, lên đá luôn đi, chơi luôn. Phát len này, thổ cẩm này thấy sao? Trời ơi, chuẩn bị mùa du lịch rồi hen. Trời ơi, 65kg ha. Hỏi cái này gọi là freestyle. Mình không hỏi số ký bởi vì sao? Ai mà cũng được hết. 3569 cho Nguyễn Trang. 405. Nguyễn Trang 0. Mã 405. Nguyễn Trang 012. Rồi, mã 405 một em. Rồi, tiếp tục nha. Tiếp tục nha, áo đen tay dài 60kg luôn. Rồi em đọc nữa nha. 494. Đây được hai cái thôi, hai cái len thôi. Đi kiếm cái khác ha, đi kiếm mấy cây đồ bộ nè. Rồi có một bộ bộ đồ lụa. 405 cho heo sumo. Rồi một bộ đồ lụa nào. Ê, lên một bộ đồ lụa. Chết cha rồi, quần đâu rồi. Mình lên quần được chưa. Tụi em có một mấy bộ đồ đuổi 139 ngàn. Mấy chị thấy sao? Tôi không thể nào mua được cái áo khác. Sao 300 mấy chục người nhớ bộ đồ này không? Xinh tươi như nồi canh ha mấy chị ha.
Thôi thì bán cho mấy chị 69 đó. 237 mấy chị ơi, mã 237. Mã 237 nha, có một bộ thôi, 55-57 ký đổ về. Rồi mã 237. Để em đi kiếm cái nào hàng nguyên cây em bán cho mấy chị cho nó xuống rồi. Mai nó có hàng nguyên cây. Này có cái quần này, chơi luôn cái quần này. Mã 237 cho Surilam. Ôi vải đuổi xước đó mấy chị thấy chưa. Nè đằng trước bài bản quần này bầu mặc vừa mà. Bữa em lấy cái màu đen em mặc cũng không có mặc đâu. 4 Lê Thị Tuyết Mai. Rồi nãy có mặc đâu. Rồi xong chưa. Em đọc mã nha. Mã quần là 236 nha mấy chị ha. Rồi mã quần là 236. Còn cái quần đỏ nữa nè. Thấy chưa. Nó nằm lắc sắc. Quần này mấy chị mua ai mà nhỏ nhỏ con mà còn mặc sướng nè. 53 kg đổ về cho em Thảo. Quần này có túi hộp đàng hoàng ha mấy chị. Năng động đấy. 236 cho Huệ Nguyễn. Rồi mã là 499 nha, con cái thôi. Cái nào có con cái em đọc mã số. Rồi, ủa đôi giày là của người khác rồi hả? Rồi. Mấy cái người này thì cái hàng bơ mà quấn chi vậy trời. Rồi, xong chưa? Nữa đi. Thôi. WG. Lên được 500 lượt xe chưa? Cũng chưa lên được 500 lượt xe luôn kìa. Lì xì cỡ đó mà không được 500 lượt xe là giận nha. WG mấy chị ơi. WG. Chết rồi. Ai đây? Kim Trang. Trời ơi, sao 32. Em nói thiệt á, giờ dù mấy chị mặc không vừa em đảm bảo mấy chị cũng lấy nữa. Em chỉ nói vậy thôi á. Sao 32 WG ha. Rồi bắt đầu lên cho em Thảo 500 lượt xe em đọc mã nè. Rồi mỗi người xem một lượt đi để em Thảo đọc mã. Mỗi người xem một lượt để em Thảo đọc mã ạ. Cái kim à, sẽ có rất nhiều chị mua hàng không nhớ được hàng. Nhưng mà nếu bơm hàng lần sau đừng bao giờ nghĩ tới. Ờ Thảo ơi, em là ai, em đến từ đâu. Em chửi mắng gì hết, không bán vậy thôi. Phải có ý thức ha. Ý thức đàng hoàng cho em Thảo. Bởi vì mấy chị đương nhiên rồi, nhiều thì nó sẽ dẫn tới là không kiểm soát được. Bản thân mấy chị sao không nhớ nè, đương nhiên rồi. Nhưng nếu không có comment của mấy chị hoặc không đúng mã, em Thảo sẽ không cho lên mã đâu. Em lên bằng máy. Nên mấy chị phải nghĩ là ồ, ví dụ như tao có quên thì em Thảo nó vẫn còn biết. Tại vì máy tính nó lên đơn à, là đừng có quên rồi đổ thừa là em như này như nọ. Em Thảo không đồng ý. À, lần sau thì chúng ta chia tay nhau và chia tay nhau mãi mãi ha. À, bán ít cũng được nhưng phải bán có người có ý thức một tí xí được chưa. Nói rồi được bao nhiêu đâu. Chưa 98. Ôi lộn, mã 86. Lộn mã 86. Comment mỗi tay sáng nhau được. Rồi mã 86 nhanh nha. Rồi cái này được cái nữa nè. Mã con mèo này dễ cưng quá. 60-62 kg đổ về. Tắt đi. Mã 60 kg đổ về, xong chưa? Hết cho hết thấy rồi. Mã 86 ấy bà ơi, thiệt á. Mã 86 xa 32 nha mấy chị ha. Đến giờ mới được cái nào hả? Rồi 60 kg đổ về, cái này cũng phải đọc mã. Mã 86 cho Nguyễn Thị Thanh Thơ. Rồi 187 con cái thôi. Bên đây hết hiện comment rồi nè. Mã 187 mấy chị. Rồi lên bộ đồ 52-53 kg nhìn sướng đời không? 52, 53, 54 em trừ hao. Tại vì đồ của người trung tuổi thì mình sẽ trừ hao nhiều hơn một tí do là cơ địa ha. 208 mấy chị, mã 208. Rồi lên mã 208 nè. Ôi mã 208 lụm lại kìa. Lụm mã 208 lại kìa. Kìa cái áo trắng đưa đây, đưa đây. Hồi nãy mã nó mất mạng. Mã 187 cho Yến Sang. Không, cái này size 1, sang L rồi đưa size 1 ít đây. Có mấy cái hồi nãy là do là mạng nó bị ấy đó mấy chị không có lấy được á. Bây giờ em Thảo sẽ lên lại cho mấy chị mấy cái nha. Rồi được chưa? Nè. Ý là bây giờ là không mua là không có bao giờ có nữa. Size 1 ít thì nó hiếm, cả năm nó mới có một lần. Có nghĩa là hàng người ta đặt đa số là người ta đặt thôi. Được chưa mấy chị? Hình như rớt mạng rồi phải không? Như rớt mạng rồi đúng không? Lúc kêu gọi thì em gọi, lúc thì bị rớt mạng rồi đúng không? Đứng hết mấy bên em cũng đứng teo buri rồi. Đấy khổ lắm, giờ hết hiện người xem rồi. Nó hết hiện người xem rồi, giờ sao mấy chị? Hả? Ủng hộ bằng cách bấm thích livestream cho em Thảo nha. Mấy bên em nó bị đơ càng ra rồi. Size 1 ít, còn 5 cái, 6 cái hả?
Thôi cứ lên đi, ai coi được coi, chứ giờ không biết được nữa rồi. Một cái dành không lại. Rồi ok. Nhưng mà ở đâu ra mà nhiều. Hết hàng rồi. Em bảo không phải là hết hàng mà chưa mở cửa kho để lục hàng. Trời ơi, em ngủ ở nhà mới có 2 đêm đó mấy chị. Mà ngủ ban đêm thôi, ban ngày cũng không có nhà ở đâu. Rồi cái này đọc mã số nha. Thôi trắng 69 được rồi. Hồi nãy em có đọc mã số một lần rồi, trắng 69 nha. 62-63 ký đúng không? Hàng hiếm có. Và đặc biệt nha mấy chị, hàng này mấy chị mặc quanh năm suốt tháng. Em Thảo còn những cái cuối cùng. Nhưng mà màu thì em Thảo hình như là nãy ly lựa thì nó không còn luôn á. Hình như không còn màu luôn á. Màu trắng thì đương nhiên còn nhiêu đây rồi, em lấy hết rồi. Nhưng mà màu kia thì không hứa mấy chị. Hồi tối em hứa nhưng mà bây giờ em không hứa. 69 cho T hàng. Rồi, trang vỏ nè, trang vỏ nãy có chưa mà giờ comment nữa là chết luôn á nha. 69 cho Huỳnh Nguyên. Rồi, Huỳnh Nguyên nè, Tuka nè, chị Trinh Trinh nè, mấy nè. Lộ nhìn nhìn lại coi có cái nào không có xích L không? Nhận tầm bậy tầm bạ. Có không? Có đó xích L không? Vậy là hết rồi. Có đó xích L không? Rồi vậy là hết rồi, hết rồi, hết rồi. Đừng nhận nữa, đừng nhận nữa, có nhiêu đó thôi. Rồi hết rồi. Ôi biêu tuột rồi nữa hả? Rất mạng nữa hả? Ê, lên cái này cho nó mạnh lại coi. Lên cái màu xanh may mắn của em coi mạng có nhanh hơn không ha mấy chị hả? 63 ký cũng rất vừa, do giải đặc biệt ha. Rồi bây giờ em lên lại coi là mấy em nó có nhanh lên không được không. Mã 264 nha mấy chị nha. Rồi mã 264, áo khoác mã 264. Rồi lên một cây. Cái này được mấy cái đây? Ủa cái này đẹp quá trời luôn á, trời trời. 63, 64 thậm chí mã 65 ký cũng vừa. Quá xuất sắc. Rồi cái này đọc mã nha mấy chị ha. Mấy cái nào mà nó đỉnh quá thì em đọc mã 110 à. Ý là nó đỉnh mà nó nhiều người sẽ đặt vô mắt. Ý là cái nào mà đối với em thích là nó đẹp. Cái gì mà mình thích thì nó sẽ đẹp nha mấy chị ha. À, cái gì em thèm áo khoác. Nhưng mà chị bán 69, chị bán lâu lâu, bán ngẫu nhiên thôi, hàng bơm thôi. Chứ không thể nào bán 69, bán 69 chị bán nhà luôn em ha. Mã 110 có một cái thôi. Rồi lên tiếp một cái nữa, mã nhiêu đây. Trời ơi, beo nha mấy chị. 62 ký đổ về giùm em. Rồi mã beo 228 nha. Mã beo 228. Mã 110 cho đời là thế. Ok, 228 nè, lên cái vàng nữa đi cho nó hên nè. Lên cái vàng nữa cho nó hên. À, theo đàng hoàng tử tế 60 ký đổ về. Rồi lên cái vàng mã 495. Em lên mã vậy mấy chị thấy có ổn không? Ok đúng không? Nhưng mà quan trọng mấy chị phải nhớ hàng nha. Chứ không kêu là sao mã đó là mã gì vậy em ơi, giết chết à. Cái này nó không có đặc biệt gì lắm nha mấy chị, nó chỉ là một cái áo ăn đâm thôi. Thấy cái mặt là thấy nhiều tiền rồi đó ha. 62 ký đổ về, thậm chí 65 giải nó cũng sẽ giãn ra. Mã 186 nha mấy chị. Beo 228 cho Bích Diễm Nguyễn. Rồi mã 186. Ghi mã được rồi. Đó mã 186. Rồi xong chưa? Ôi mẹ ơi. Mã 495 cho Bích Diễm Nguyễn. Rồi cái này để em coi nguyên cái cây này là cái gì cái đã ha. Sao view tuột rồi mấy chị? Sao view tuột rồi? View tuột rồi. 69.000. Trời ơi má ơi, không ổn rồi đại dương ơi. Mã 186 cho Hà Kim Thư. Rồi bây giờ nè, Ngọc Hân mua về bán thì em chụp số cái trước đi. Bây giờ để ưu tiên cho chị nào mua về bán trước nè. Thì mấy chị lấy số bộ đi. Còn phần còn lại em sẽ đọc mã cho mấy chị lẻ mua được chưa? Như vậy cho công bằng. Comment giùm em nha mấy chị ha. Rồi xong chưa? Rồi bộ đồ đuổi em vẫn để giá 69. Có nghĩa là mấy chị được mua với giá xuống thấp hơn giá sỉ rất là nhiều luôn. Ngôi sao mấy chị... rồi comment không có chữ mã. Rồi comment liền cho em Thảo ghi chữ bộ đi nha. Toàn là bộ 139.000 hết luôn. Bây giờ em để 69 thì chị nào mua thì ghi là bộ 69 đi. Ý là nó lộn xộn nha. Nó lộn xộn thì em sẽ ưu tiên cho những chị mua về bán trước nè. Anh Thơ mua về bán hả? Dày không rồi sao chịu nổi không? Không chịu nổi được mấy chị. Rồi đó, đây bộ đuổi 69 nè, 1, 2 nè. Rồi 3 nè, rồi 4 nè, rồi 5 nè, ngẫu nhiên ha. Bộ 69 cho TD Hoài Thương. Rồi TD Hoài Thương nè. Bộ 69 cho Huỳnh Trân. Huỳnh Trân nè. Bộ 69 cho Đặng Phúc. Đặng Phúc nè. 69 hai bộ cho Lê Rin. Lê Rin nè, chiều mua về bán vậy hả? Bộ 69 cho Mạc Hân. Rồi
Đây đi hai bộ nè. Tiến tiến một chị một lẹ chị ơi. Rồi, đọc tiếp. 69 cho Kiều Trang. Rồi. 69 cho Suri Lam. Suri Lam nè. 69 cho Hoa Trương. Hoa Trương nè. 69 cho Phụng Phan. Chị Phụng Phan. 69 cho Thu Lê. Chị Thu Lê. 69 cho Tuyền Lê. Tuyền Lê. 69 cho Kim Miến. Ngọc Bích Trần mua chị ngày mai mua giùm em chị. Thôi thôi, chị để chị đi. Cái này là 5 bộ cho chị đúng không? Ngọc Bích Trần. Ừ, chị Ngọc Bích Trần nè, để riêng cho chị 5 bộ đi. Bộ 69 cho Phạm Nguyễn Gia Hân. Bộ 69 cho Tuyền Nguyễn. Chưa Phạm Nguyễn Gia Hân. Rồi Phạm Nguyễn Gia Hân. Tuyền Nguyễn. Tiên Tiên mua sỉ cọc trước 1 triệu cho chị Tiên Tiên ơi. Sỉ gọi điện giùm em nha. Đừng lựa xong hồi em ơi, chị mua sỉ cho em biết được. Cho Ngọc Hân. Ngọc Hân 4 bộ. Bộ 69 cho Tuyết Huỳnh. Từ từ 4 bộ. Rồi Tuyết Huỳnh. Tuyết Huỳnh 1 bộ. Rồi. Bộ 69 cho Sen Hồng Hoa. Sen Hồng Hoa còn 2 bộ nữa. Thu Nga Nguyễn. Thu Nga Nguyễn. Bộ 69 cho Thanh Nguyễn. Thanh Nguyễn rồi nha. Rồi hết rồi đó. Hết rồi, nó sạch luôn rồi. Rồi bây giờ cái này là sao mà nhận được đây? Rồi hết hàng đó rồi nha mấy chị. Rồi cái chị này Tiên là em... ơi, mua chị qua online được em mấy chị ơi. Trời ơi, cái này mà em biết bán sao cho mấy chị luôn á. Chết em rồi. Chưa phân ra sai. Tại vì bây giờ cứ qua bên kho rồi cái gì nó nằm ngay cái mảng mặt thì thò tay rồi đem về thôi. Rồi cắm pin vô luôn, cắm pin trước đi. Hết bộ rồi, hết bộ rồi. Đấy, nên là đâu có lựa được đâu mấy chị. Đâu có biết hàng gì đâu mà lấy. Tại vì kho khi mà trước khi em đi em đã sắp xếp nó, gọi là nó gọn để cho mình phòng cháy chữa cháy đủ thứ các thể loại hết. Nên là cứ gồm nó vô rồi bao bọc nó lại. Bây giờ phải có ít nhất là 2 ngày để soạn hàng ra. Chưa lên cái gác nữa. Chưa hả? Chưa lên tới gác nữa. Cái nào mà em Thảo có đọc tên là có. Nhưng mà sao tuột view mấy chị, mạng có coi được không? Mà em Thảo còn có 200 khách vậy. Mạng có coi được không? Trung Nguyễn Việt không có nữa chị ơi. Ủa cái này size 32 có một cái thôi hả? Bỏ nó đi lấy lựa size này trước đi. Quần tô mì nè. Quần tô mì nè. Mua hàng kèm số điện thoại và nếu mua 5 bộ mua sỉ có online nha mấy chị ơi. Mua sỉ mấy chị gọi điện thoại giùm em nha. Chứ giờ là... giờ biết nói làm sao trời. Biết nói làm sao nhờ. Rồi bán cho mấy chị size 29 trước nha. Ừ, còn có mấy trăm ngàn, trăm mấy, trăm hai, trăm ba đồ đem ra bán số 9 chơi vậy. Nên là tiền lì xì nằm trong tiền hàng luôn ha mấy chị. Thay vì bây giờ em chuẩn bị bao lì xì mất thì một bông bạn nữa online, rồi xong chưa mấy chị. Nè nhìn cái bề bản để tự quảng cáo nhau ha. Nhìn cái đai bên trong á để mình biết hàng gì thôi. Rồi size 29 được mấy cái đây. Rồi size 9 có mấy cái thôi. Rồi ghi giùm. Rồi nè phân rồi mà gì mà tà la tà lưa đây. Rồi size 9 có 3 cái thôi. Rồi quần đỏ chị Thanh Thơ size 29 nè. Ok, nè Thanh Thơ 29 nè. Rồi còn size gì nữa? Rồi, size 29 liền giùm em nha mấy chị. 27. Rồi nhiêu nữa? 27. 27 thì 28 thoải mái luôn. Rồi, bán tùm lum tùm la giờ là hết nhớ bán cái gì rồi. Trời ơi, em like tới 3-4 ngày mà chốt đơn mấy chị cứ ngồi dắt giò lên ngồi chơi vừa xơi nước vừa ăn. Ui uống cà phê ngồi lựa hàng đồ bậy bạ nó mấy chị, thay vì đi chơi ở nhà mua hàng rẻ cũng được, nói chuyện cho vui thư thái con người. Rồi 29 cho chị Kim Quyến nè. 29 cho ngôi sao lẻ loi nè. Rồi cái này có 28, 27 chỉ có cái 32 đó. 29 hết rồi. 27 cho chị nào kìa. 27 là cho hoa sống đời kìa. 29 hết rồi. Giờ em Thảo còn cái 28, cái 32 với cái 27. Ừ, 27 thì 28 thoải mái, 26 thoải mái. Bình thường. Rồi 28. Còn cái 32, 28 cái heo nè. 29 hết rồi mấy xí mơ để nó nè nè, còn cái 29 này nhận cho bà nào thì nhận đi. Trời má quần tô mì 69.000 rồi cha. Rồi quần 28 chị Hoàng Kim Hoàng, 28 cho chị Huyền Trâm. 32 chai ạ. Đó 32 chai rồi đó. 32 cho Võ Nhân. Rồi 32 cho Võ Nhân rồi. Nhớ không tôi nha mấy mình nội. Rồi xong cái size 28 nè. 28 cho chị nào nhận luôn đi. 28 cho chị Ngọc Bích Trần cái kìa. Rồi còn 27 thôi mấy chị. Còn 27, 27 thì 26, 27, 28 bao la bao số đề. Chắc chắn phải mặc vừa. Quần nhà em Thảo riêng gì chứ quần là lựa kỹ còn hơn áo nữa. Bởi vì sao quần á, mấy chị một người chỉ còn 3-4 cái quần thôi, còn có tới 10 cái áo lận. Nên quần mua ít nhưng phải chất ha. Rẻ cũng phải chất. Rẻ bao nhiêu cũng phải chất, phải đúng form để lên mặt được thì mới lấy. Chứ không phải là 30-40 đi lấy đồ tào lao. Mấy chị cứ thấy các em Thảo lấy hàng là mấy chị biết.
đặc biệt là quần, đặc biệt là quần, bởi quần bán ít hơn áo, bán thì nó phải ủa sao view tụt mạnh dưới chợ. Quần 27 cho Ngọc Bích Trần. Rồi quần 27 cho Ngọc Bích Trần. 27 còn mấy cái đó, còn size gì nữa không? Hết rồi hả? Size 27 rồi. View tụt rồi kêu lên hàng cái gì? View tụt rồi mà kêu nhỏ lên hàng cái gì? Nhìn đai bên trong á chị sẽ biết. Chị Ngọc Bích Trần ơi, cái này là em theo giá luôn của ngày hôm nay nhé. Em giao giống như giao một người lẻ luôn đi ha, cho nó dễ, tại vì giá này nó thấp hơn giá sỉ nữa. Nó còn thấp hơn cả giá sỉ nữa, em biết giao cho chị bao nhiêu tiền đi. 26, 27, 28 em bao chắc chắn 100% mấy chị sẽ vừa cái quần size 27 này. Rồi ai lấy size 27 thì comment giùm em là quần 27. Em đi lấy được mấy cái thôi, nó nằm tuốt ở ngoài cổng kìa, em không đi lấy được đây. Rồi ai lấy quần 27 comment em 27. View còn 250 nữa bán cái gì mấy chị? Hả? View còn 250 bán cái gì? Bán câu view mà view tụt thì bán cái gì? Nè còn cái nữa nè, thì có lâu lâu nó đẻ ra một cái nữa. Má ơi, 27 chị Phượng Hằng kìa, 27 chị Ngọc Hân kìa. Rồi còn cái nữa nè, nó đẻ ở đây nữa, 60kg đỡ về. Mã 464. Rồi mã 464, 464. Rồi 464 Thanh Thơ bệnh hiện ở đây nó miệng à. Ui mấy em chán lắm. Rồi còn một cái ống rộng nữa nè, 60kg đổ về. Nhìn bãi ạ. Rồi em bảy Ngọc Bích Trần rồi. Rồi quần xanh 464 cho Phụng Phan. Quần xanh là 453 mấy chị, quần xanh là mã 453. Quần xanh mã 453. Rồi thêm một cái quần đuổi. Ui chú mẹ ơi. Em phải lên lấy cái quần này mới được. 53 55kg đổ về. Quá xuất sắc. Đúng rồi. Quá đỉnh nha. Hay là để mặt rồi cho em sumo 453 mã 282. Rồi comment giùm em 282. 282 nha mấy chị. Rồi còn cái nữa đây, cái nữa thấy chưa, em nói là em thấy cái quần này nhiều mà chị thấy không, nó nằm lẳng vẳng ở dưới á, không mua được gì hết hả? Em nói rồi, hôm nay lên chơi mua ít cũng được, ít có sao đâu. Chờ mấy chị mua ít em mới là người thiệt á, em chưa được lựa được hàng cột bán cho mấy chị nên cũng hơi buồn. 282 cho Ivy. Giờ sao? Rồi mã 282 đúng không? Rồi mã này giờ em biết đọc mã 99 hay mã 66 nữa. Thôi đọc mã 66 đi nha. Rồi 60-62kg đổ về mã 66 nè. Để em thêm lên thêm quần cho mấy chị nha. Ra lấy thêm quần luôn đi. Rồi mã 66-66 kẹp không được luôn á, trời trời. Rồi mã 66 về nhớ mở lấy tay mở trước khi mặc nha. Nhắc nhở lần thứ anh nào rồi đó. Về để vậy mặc là làm. Nó cưới chị em ơi. Mã 66 cho gái nhà nghèo. Nè còn cái quần rộng nữa nè. Ý trời ơi. Còn nữa. Rồi xây vẫn là xây em lờ cho mấy chị ha. Quần áo rộng vẫn bán 69 ngàn cho mấy chị luôn. Rồi mã là 421 à. Nhiều mã quá không. Họ bán nhiều mã lắm mấy chị. Tại vì sao hàng em đa dạng á. Bán riêng bị tẩu quả nhập ma em hết nhớ mã nổi rồi. 421 được cái nhớ giá. Được cái em nhớ giá. Bây giờ riết rồi em cũng lú rồi. Hết nhớ nổi rồi. Rồi quần nó được mấy size vậy? Em lên cái quần 80 cho. Em lên cái quần đùi cho mấy chị mặc cho nó gọi là xứng đời một bữa ha. Rồi mã 868 mấy chị nè. Mã 421 cho Lê Rin. Nè có cái này nhỏ nè mấy chị. Cái này là khoảng tầm 53-54kg nè. Quần đỏ nè. Cũng là quần đuổi luôn nha. Mã 153. Lên cái này đi rồi em lên quần đùi cho. Mã 153. Mã gì đây? Cái này em nghi là đầm đỏ, đầm Quảng Châu, ế lộn đầm An Đông á, em mở ra coi. Em nghi là vậy chứ em không biết nữa. Nói chứ gì nữa, nói gì nữa, chị Ngọc Bích Trần lụm nhanh nè, chị Ngọc Bích Trần ơi. Lụm nhanh không nói tiếng nào nha. Em chỉ nói 55kg thôi. Rồi về nhà mấy chị tự bây giờ tự động tự nguyện hiến dân đi. Mua hàng kèm số điện thoại mấy chị ơi. Rồi comment giùm em mã 120. Mã 153 cho Thanh Thúy Võ. Mã 120 được hai cái nha, mã 120. Đầm rồi cái này để coi giống không cái đã, tại vì để trong bịch cột lại em chẳng biết nó là hàng gì, hàng bơm em không. Ủa má ơi cái này để mặc mọi ơi, ủa này đúng gu của em luôn mấy chị. Thôi cái này để vô tủ đi, nó đẻ xong mặc. Mã 120 cho Phạm Nguyễn. Đẻ xong hay. Mã 120 cho Heo Sumo. Này coi này đã gì cái đã, mã 120 có hai cái thôi đó. Trời mẹ cha ơi, không lẽ em để nữa cổ vuông.
Trời ơi, thiệt luôn á. Giờ làm sao? Ngồi quay làm vàng nó để cho em điểm cứng. Cổ vuông khó kiếm lắm, cổ toàn dễ. Cổ vuông đúng ý em. Rồi giờ đọc mã này, lụm nhanh nè. Mã 49 ghi chữ mã nha. Nhớ ghi chữ mã, 60kg thảo bao vừa. Đó mấy chị thấy không, em có phân biệt gì đâu. Không lì xì là gì. Giờ kêu lì xì tiền thì nó dễ rồi đó. Lì xì hàng nè, mấy sướng đời, giành giật nó muốn phê. Đúng không? Đó đó, mã đó, mã này nhiêu đây? 46, 46. Size XL. Trời ơi, hồi bữa em đem ra có một tí xí rồi thảo chân mày nha. Rồi xong chưa? SML 1 ít đúng không? S là size 28, M size 29. Tính lên nha. 49 cho Suri làm. Này phải lấy nha, phải mua một cái cho em thảo. Phải bắt buộc phải mua một cái. Để cảm nhận được là mấy chị mua được hàng đỉnh như thế nào và giá đẹp như thế nào. Phải mua được một cái cho em. Không mua cái gì cũng phải mua được cái quần này. Được chưa? Lấy danh dự để đảm bảo cho mấy chị. Phải lấy được cái quần này rồi mới biết hàng của nhà Thảo là như thế nào. Mấy chục ngàn đáng đồng tiền như thế nào. Comment giùm em quần kèm size SML XL. S size 28, M size 9, L size 30, XL size 31. Nó sẽ co giãn được hai size. Bởi vì sao? Đai hàng này là đai hàng giãn. Thấy không? Thái độ co giãn của nó không ạ? Giải này co giãn. Hàng này có 1, không 2. Không có shop nào có hàng này. Đảm bảo nha mấy chị ha. Cái gì? À, bị văng là bị... Cái đầm vàng tại vì không phải nó đẹp mà nó đúng với cái gu của Thảo là cổ vuông. Em thích cổ vuông lắm. Rồi đọc sai luôn đi. Rồi sẽ ép đầu. Rồi ép là đúng không? Ủa, quần một ít cho Võ Nhân. Rồi quần size S cho heo sumo. Size S ở đâu vậy? Size S đâu? Không có. Cái gì? Size S heo sumo. Rồi dục ra đi để biết cái nào còn cái nào hết. Rồi mờ. Em nói rồi. Cái gì? Em Thảo đã nói câu đó quần rồi. Quần size L cho nhận về xấu em ơi. Nó không có đúng quần gì trơn. Quần size L cho ngôi sao lẻ loi. Nó không có đúng gì trơn. Lên live stream kiện em luôn. Quần L cho Võ Ngọc Ngân Tuyền. Rồi ok. Quần 1X cho Lê Thảo. Rồi cái nó đầm cái hả? Khách quen không thiệt, khách lạ không dám mua, họ nói nhỏ này bán cái gì mà khó mua quá. Rồi ngắm nhíu em cũng được. Rồi đúng chưa? Rồi còn cái M nữa nè. Quần 1XL cho Huỳnh Nguyên. Rồi 69.000 cái cho mấy chị ha. Đồng giá 69. Con số rất là may mắn. Rồi đồng giá 69 đợi em thảo xíu. Ồ em không ghim được luôn á. Lấy điện thoại đưa điện thoại nào đây. Điện thoại đây để ghim coi nó cho ghim không. Quần em mờ cho Thúy Võ. Rồi đầm này comment nhanh luôn đi ha. Cũng 69 luôn nha. Không ghim được không cho ghim à. Rồi mã 70. Ghim đồng giá 69 đi. Mã đầm 70. Cho Nguyễn Truyền Nguyễn. Mã 70 mấy chị, mã 70 à. Nguyễn Truyền Nguyễn. Giờ lên cái gì? Cái WZ chứ. Đúng không? Bây giờ đâu có lên WZ đâu. Ai ngon thì mua được. Nguyễn Tiên M đây mấy chị ơi. Rồi. Nguyễn Tiên Nguyễn không có quần gì ơi. Tiên Nguyễn không có quần. Rồi xong chưa? Cái này size gì đây? Má ơi size 28. Size 28 size của em. Cái này em khách mới ai chị cũng bán hết. Nhưng mà chị sợ mọi người lo lắng là cái cách bán hàng của chị nó không có giống người ta. Sợ là mua có đúng hàng không ta này kia nọ á. Em cứ quan sát xem là có Thảo có đủ tin tưởng để mấy chị đặt niềm tin vào đó không khách mới ha. Mà đặt rồi thì đừng hết tiền rồi đừng có la tôi nha. WZ lì xì cho em gái nào có xe lai chim. Đọc một cái mã thiệt là hên. Không biết nữa. Hồi nãy nó đọc rần rần dưới đây giờ Thảo không nhớ nữa nè. Mã 70 cho chị nào rồi phải không? Cái mã 70 cho Đỗ Phương. Rồi đúng chưa? Một con số. Trời ơi không có số luôn á. Cầm giấy lên số. Thiệt cái tình nè. Mã. Ghi chữ mã đi. Ghi chữ mã để đó đi. Rồi em đọc cái đi rồi ra làm nha. Mã ra 8 nha mấy chị ha. À, không đọc tên là không. Còn Phương có đọc tên không? Vừa đọc tên Đỗ Phương đó, đó. Nghe giùm cái quánh chết bây giờ. Thiệt luôn á. 69 ngàn nè mấy chị. Đồng giá 69 do máy nó bị đơ càng rồi. Nó không cho ghim nữa rồi. Nha khách mới ơi 69 ngàn thôi. Tại vì em chọn con số 69 nó may mắn đầu năm mấy chị. Bởi vậy shop em á, hàng bơm em cũng bán 69 ngàn. Để cho làm gì mấy chị?
cho cái sự may mắn nó tới với mình. Cái gì mình gọi là tin là có, không tin cũng có vậy thôi, chứ đâu phải là cứ số đẹp là đoán được đâu. Nhưng mà mình cứ tin là đẹp là được, vậy đi. Rồi, khách mới mua được không làm thảo, cái gì không làm thảo đây là gì? Đọc mã nha. Mã 292. Mới mua hàng mã kèm số điện thoại. Quy quy giờ nó comment. Nãy giờ tao không thấy mày đâu hết vậy. Rồi, xong chưa? Mã là 292. Ui giời ơi, 292 69 nha. Cái này được có một cái thôi hả? Cái này mẹ em giơ lên chắc mấy chị. Rồi, được rồi, xong chưa? Mã 292 cho Lê Rin. Rồi, Lê Rin, may mắn quá, một cái BT. BT đặc biệt ha, 60-62kg đổ về. Hàng là đặc biệt em lên mã 271 nha mấy chị nha. Lê Rin 210. Rồi, mã 271, có 2 Lê Rin hả? Có 2 Lê Rin à. Rồi, áo ngực này, áo ngực nhiều người hỏi quá. Giờ lên nhưng cái này không sai chưa mới là điều quan trọng. Áo ngực này là bị bơm thôi chứ không có hàng nữa, nên là mấy chị đừng hỏi size em nhé. Em đọc size nào là nó chỉ có size đấy thôi. Rồi để em coi size này là size gì đây. 69.000. Để coi 3, size 2, nhé. 1, size 36. Áo ngực không rộng. Áo ngực không rộng. Nhớ hàng chưa? Rồi 69.000 cho em Thảo, comment giùm em. Áo ngực size 36 ghi là áo ghi size 36 cho em Thảo được rồi. Nhớ ghi chữ áo ngực nó khô thục quá, nó không có mỹ miều cho lắm đúng không hả, nó không có mỹ miều cho lắm, nên là chúng ta ghi giùm em Thảo là size 36. Để em coi được bao nhiêu cái rồi em ném ra cho nha bà rịa, có nhiêu nó gộp trong đây nè, chứ em có biết là hàng bơm nó về đâu. Nhiều khi nó về tụi nó cũng giấu em, nhìn nó nói là nhìn chị Thảo thấy thì Thảo khó chịu không bán được. Size 36 không, ok, size 36 đọc tên này. Size 36 cho lọt lắm. Rồi lọt lắm nè. 36 cho Thoại Tín. Thoại Tín nè. 36 cho Ngọc Bích Trần. Ngọc Bích Trần nè. 36 cho Nguyễn Thị Lý. Chưa, Nguyễn Thị Lý nè, rồi ok. Size 36 cho Heo Sumo. Heo Sumo nè. Size 36 cho Nương Phan. Rồi Nương Phan nè. Size 36 cho Nguyễn Trang 012. Rồi Nguyễn Trang 012 nè. Đây, nữa không? Size 36 cho Tê Hằng. Tê Hằng nè. Size 36 cho Tuyền Nguyễn đang bán size 36 mấy chị ơi. Tuyền Nguyễn nè. Bơm mà biết đâu mò mấy chị. Trời ơi, nhiều khi em nói hỏi. Size 36 3 cái cho Ngọc Hân. Rồi, 3 cái Ngọc Hân mà phải không? Sướng đời ha. Đây nè. Size 36 đây mấy chị ơi. Ghi đầu size 36 rồi. Size 36 cho Dầu Bùi. Rồi, chị Dầu Bùi. Size 36 2 cái cho Nguyễn Luân. Rồi, Nguyễn Luân 2 cái. Còn 2 cái cuối cùng. Size 36 cho Duyên Nguyễn. Hết rồi. Hết rồi. Mặc như không mặc ha. Mặc như không mặc. Cái áo trắng thì mẫu mặc. Không em, nó có một cái thôi. Tới cuối giờ chị đập cho qua. Rồi giờ lụm gáo phát nữa nè. Lụm gáo phát nữa ha. 57-58kg đổ về cho em. 259. Này đóng đọc lô tô quá. Thiệt á. Y như lô tô, khác gì lô tô hết trơn. Rồi mã 259 một cái. Rồi kế tiếp. Ui quần này là hàng hiếm có này. 36 hết rồi. Đồ lót một tháng nữa mới khai trương. Mã 259 cho Phạm Nguyên. Đồ lót mới tháng này người ta mới mở lại. Mấy chuyện người ta mới làm lại hàng. Khổ lắm. Rồi cái này. Thôi cái này thì có, bây giờ không biết nói làm sao cái này. Để em nhớ em diễn tả lại cho mấy chị cái vải này. Sướng lắm. Rồi size này size 28 nha mấy chị ha. Quần ngố ống rầm. Mã 18 có một cái thôi, không có màu khác luôn. Hàng này bị rớt lại nè. Mã 18. Rồi xong giờ mình lên tiếp theo. Cái mã này, cái mã này hình như nó cũng SML hay sao đúng không? Cái mã mà nãy em Thảo khuyên mấy chị lấy á. Nhưng mà hồi nãy là chúng ta lên màu màu đen đúng không? Bây giờ em Thảo sẽ lên một màu đặc biệt. Màu này nó không phải là màu xám, nó không phải là cà phê, mà nó cũng không phải là màu nú, mà nó cũng không phải là màu kem. Nó là cái màu yêu quái gì đó, không biết. Không được cái nào luôn á hả? Trời, 3 ngày không để dành được mấy mẹ. 3 ngày 6, 7, 8 3 ngày. Mùng 6, mùng 7, mùng 8 tháng Giêng là 3 ngày Thảo khai trương, là 3 ngày tri âm khách hàng, là 3 ngày bên em bán đồ dạng giống như là rong chơi á mấy chị. Như là đi chơi vui vẻ như nhà như cửa ấy.
Rồi xong chưa? Comment bị ẩn. Đúng rồi, comment bị ẩn á chị, do là mạng á. À, với lại mấy chị, do mấy chị share ít quá, thật sự mấy chị share quá ít luôn nên là nó hạn chế. Mấy chị thấy không, người chia sẻ thì nó lên rất là nhiều, thì tùy mấy chị thôi, chứ giờ em kêu hoài mấy chị không share em cũng biết làm gì giờ. Cũng là câu nói hồi nãy, phải mua được cái quần này cho sướng đời và để cho biết được chất lượng hàng của nhà em Thảo. Một cái quần đùi em thách mấy chị mua với vải không giá 100.000, vải không nha mấy chị, chưa chắc có cái vải này nữa nha. Rồi dành cả ngày có được không? Rồi cái này cũng vậy luôn, SML size S tương đương với size 28 dùm em nhé, SML XL luôn. Cái này cũng ghi size dùm em luôn đi, tại vì lý do làm sao mấy chị, ghi quần kèm size, ghi là quần rồi 28 hay x quần SML XL, SML XL size S tương đương size 28, rồi mấy chị tăng size lên cho em nha. Cái này là có độ co giãn, đây là quần duy nhất có độ co giãn của quần đùi nha. Cái vải này nè, cái vải cô tông lạnh nó không giãn mà nó đã mắc tiền rồi, mà cái vải này nó còn xịn hơn cả luôn, nó xịn hơn cả luôn cái quần cô tông lạnh luôn mà em vẫn để cho mấy chị như thế này. Mà hàng này á thì lâu lâu, nhưng mà riêng hàng này á em đặt quyền cho mấy chị nhé, hàng này em sẽ đặt quyền cho mấy chị luôn, ở chỗ khác sẽ không có được cái hàng này với cái giá dưới 100.000 được. Yên tâm đi, mua về bán cũng không đau lụng hàng hết, mấy chị có thể mua thoải mái luôn. Quần kèm size cho em SML ít đeo, có thể đeo á. Quần 2X, quần 1X cho Võ Nhân, có thể quần 2X cho Hồng Hồ, quần CL cho Lại Lê. Mấy chị có nhìn thấy quyên vàng áo khoác, quyên vàng áo khoác của em Thảo không? Rồi quần 1X cho Duyên Nguyễn, áo khoác này mấy quần chị, quần 1X cho Lê Thảo, quần 1X cho Song Kiều, quần size S cho Lý Võ, quần size L cho Ivy, quần em sẽ đem hết cái hàng để em treo ở shop, quần em làm hết thế, để cho em trắng shop, để em hết tân viên em mới mở cửa shop lại. Quần size L cho Bùi Thị Mai, quần L cho Phương Quỳnh, Lê Tuyền kèm số điện thoại, quần L cho Thúy Phạm Thủy, bà nội trao, quần M cho Thủy Võ, quần M cho Sen Hồng Hoa, quần size S cho Đạo Xanh Phạm, Thằng Nguyễn kèm số điện thoại. 38, ui dồi ôi, size 38. Quần 1X cho Lê Thảo, 38 có hàng này. Quần 1X cho Tươi Nguyễn, cái gì cũng có bán trơn á, nhưng mà bán cũng kỳ thôi, mấy chị cứ thông thả đi quần nha. Quần size M cho bấm theo dõi trang fanpage mới của em Thảo. Trang fanpage này bán chưa được nữa thôi. Quần L cho Mai Lê. Đông chưa, đông chưa, đông chưa, đông chưa. Fanpage này bán chưa được nửa tháng mấy chị ạ. Nên là mọi người cũng đã biết là cái gian khó của em gặp phải, mà giờ này em ngồi vững chãi ở đây là gọi là rất là tự hào đấy. Nên là quần size cho Lê Tuyền, à mấy chị cổ vũ tinh thần em ha, đừng để em suy sụp nữa nha, mấy chị cũng suy sụp nhiều lần quá rồi, thì sợ em suy sụp không biết bao nhiêu lần mà nói, bây giờ thì cứ cố gắng nha. Đủ đơn là trên hai sản phẩm em mới ra nè mấy rồi, chị ơi. Rồi xong chưa, áo ngực 38 bỏ nhân 3 cái, mẹ tử lấy 3 cái luôn, 3 cái thì chọn 3 màu lên nha. Nè 38 nè, chọn 3 cái luôn. Rồi tự nguyện luôn. Đi sai 38 mấy chị ơi. Rồi bấm địa chỉ lên, bấm lên màn hình cái hiện lên liền. Tới bưu điện bà hôm là tới nhà em Thảo. 69.000 áo ngực không gọng. Em bao mấy chị giặt 1 năm đố nó thay phơm nha mấy chị ha. Ơi muốn áo khoác cái sao comment mới mua được chị, nhìn thèm quá. Sao 38 hai cái cho đời là thế. Rồi. À Surilam nè. Rồi hai cái đời là thế, 38 luôn đúng rồi đó. Rồi đời là thế nè. Rồi 38 hai cái là dầu bùi. Dầu bùi rồi đủ rồi đó. Giờ giật xuống là đủ rồi đó. Nè nó giật ở tùm lum ở trong nhà em, bữa mấy chị mua kêu hết rồi. 5 cái là Ngọc Bích Trần. 5 cái chị Ngọc Bích Trần rồi dư một cái đó. Rồi để chọn màu nha. Rồi ai nữa? À, bán áo sơ mi hả? Để biết sao không? Nếu bán sơ mi em phải đứng lên ghế nãy giờ không suy nghĩ đấy. Áo ngực với áo ngực 38 là được rồi, size 38 là được rồi. Tại vì giờ món 69.000 dễ tính tiền lắm. 38 cho Huỳnh Nguyên. Rồi, áo ngực cái chị Huỳnh Nguyên, ok. Nè. Chắc đủ hàng chia đó ha. Ế đó, còn ế lại đó nha. Chị Thanh Thái comment lại đi. Chị Thanh Thái comment lại đi. Chị Thu Nguyệt Phạm hai cái là ok nè ha. Nói rồi mấy chị. À, mấy chị bơm hàng em cũng được, không sao ha. À, sẽ không có vấn đề gì. Sẽ không có sự cãi vã nào ở đây, cũng không có sự gọi bốc phốt nào ở đây cả. À, mấy chị cứ yên tâm mà bơm ha, sẽ không ai chửi mắng gì mấy chị hết. Nhưng mà có ý thức sẽ thì 38 3 cái cho Nguyễn Bích Ngân ha, từ giờ trở về sau đó là cái phương châm làm việc của em. 38 sẽ không gây hấn với bất kỳ một cái người bơm hàng nào cả, bởi vì nó không đáng và nó không có
gọi là không đáng, dùng từ không đáng là được rồi ha, dùng từ không đáng là đúng rồi. Sao 382 cái là bỏ qua mọi thứ ha, nhìn áo sơ mi mà ghê, trời áo sơ mi về 3.000 áo, chuẩn bị mùng 8 chết với mấy em. Áo sơ mi 3.000 cái mùng 8 sẽ xuất hiện tại đây. Chọn kia hàng bị lẻ rồi, khổ lắm. Rồi áo trắng không ai đưa căn mặt là áo hung Quảng Châu, cánh dơi 62kg đổ về. Đọc mã nha, tại nãy giờ mấy chị thèm quá. Rồi 478 Sao 38 cho Sang Thái, Sao 38 cho anh Hào Trần. Rồi mã 478 một cái 69.000. Áo sơ mi ma đưa căn mặt 60kg, 62kg đổ về. Rồi alo chị Lê Tư nè. Ủa cái gì áo sơ mi sọc, trời ơi xanh lá xanh cây gì kệ nó luôn đi, này không có số bà rẻ nó. Mã 478 cho Đoàn Xuân. Rồi chị Đoàn Xuân, ông này ông cắt số gì mà nó không có mã ông tỷ phương nhớ. 207 mã 207 là cái áo sơ mi này. Rồi cảm ơn giùm em mã 207. Rồi ok chưa, 207 để kẹp thêm cái nữa để nó rớt giấy. Rồi cái gì, rồi đó kẹp số hết rồi đó, in phiếu hai phiếu ra rồi để đó thôi. Cái áo khoác khó xử cho em quá, thiệt sự luôn. Mấy chị bây giờ nha, em nói nha, áo khoác thì nó dày thôi, áo khoác nhà em Thảo thì mấy chị 10 cái thì 207 cho Lê Nhiễm. Thì thôi bây giờ như thế này đi, em bán cho mấy chị một con số vô cùng đẹp, nhưng mấy chị phải ghi là giá tiền cho em Thảo là ghi cho em Thảo luôn là áo khoác giá 111. Em Thảo không cho chọn màu, mấy chị muốn lấy bao nhiêu cái em để, ok chưa? Cậu giờ lì xì 60.000 cái thôi chứ em không lì xì hơn được nữa, là lỗ rất là nhiều. Nhưng mà em chỉ với điều kiện chỉ cái phần em treo shop thôi nha. Treo shop thì nhiều khi ở cái bả vai này em sợ nó bị mụn một hai cái. Nói chung là mấy chị nghĩ em treo shop từ bao nhiêu à, từ 23 Tết cho tới nay thì hôm nay là mùng 6 Tết thôi, nó chỉ có khoảng tầm nửa tháng trời không tới, mà trong khi em đi ông đóng cửa hết 10 ngày rồi em chùm bao bọc lại. Nhưng mà với điều kiện như vậy thì ví dụ như nó có lỡ bụi, nhiều khi nó có lỡ bụi mấy chị cũng thông cảm giùm em, tại vì shop mà treo 2 ngày mà không phủi bụi là nó sẽ có bụi nha. Thì em chấp nhận em bán lỗ 60.000 như vậy, đừng ghi mã 111. Bây giờ ghi mã là một tiếng nó tính tiền 69.000 là em bán nhà luôn. Rồi bây giờ comment giùm em là áo khoác giá 111, ghi là áo khoác giá 111. Bởi vì ghi chữ giá 111 thì em Thảo mới tính tiền 111, còn không là nhân viên nhà em mới tính 69 hết là em Thảo từ chết tới bị thương nha. Nếu đã lỗ thì vừa thôi, còn cái này 60.000 một cái rồi mấy chị. Mua hàng không được, ôi tất cả em không thấy. Rồi Lê Nhiễm một cái nè, rồi lên nè nha, không phân biệt. Bây giờ chị nào mua về bán thì lấy. Áo khoác giá 111 cho Thoại Tín. Rồi Lê Nhiễm, Thoại Tín. Áo khoác giá 111 cho Huy Bảo. Huy Bảo rồi. Áo khoác giá 111 cho Đời Là Thế. Đời Là Thế 60.000 một cái với đánh đổi điều kiện không chọn màu. Cho Ngọc Hân. Rồi Ngọc Hân. Áo khoác giá 111 cho Phạm Nguyễn Gia Hân. Phạm Nguyễn Gia Hân. Áo khoác giá 111 cho Phan Thái. Rồi rồi, chị Phan Thái. Áo khoác 111 cho Nhung Liêu. Ấy là em giục lại nha. Áo khoác cho Thu Hà. Khoác giá 111 cho Huỳnh Nguyên. Huỳnh Nguyên. Khoác giá 111 cho Đặng Chân. Đặng Chân. Khoác giá 111 cho Phạm Vi. Phạm Vi. Khoác giá 111 ba cái cho Ngọc Hân. Ba cái Ngọc Hân. Ôi cái này không phải 111 Ngọc Hân. Phạm Vi comment sai không có nha chị ơi. Rồi ba cái Phạm Vi Ngọc Hân à. Rồi tiếp. Áo khoác giá 111 cho Thành Nguyễn. Rồi chị Thành. Áo khoác giá 111 cho Ken Phan. Ken Phan. Áo khoác giá 111 cho Trân Điểm. Trân Điểm rồi. Áo khoác giá 111 cho Ánh Hào Trần. Ánh Hào. Ôi mấy chị áo ơi. Áo khoác giá 111 cho Linh Nguyễn. Linh Nguyễn. À, áo khoác giá 111 cho Duy Nguyễn. Rồi, Duy Nguyễn. Không chọn mẫu nha áo mấy khoác nha, bà con nha. Cho Phạm Thị Huyền. Rồi Phạm Thị Huyền. Áo giá 111 cho Biển Tình. Biển Tình. Giá 111 cho Lọt Lắm. Lọt Lắm. Giá 111 cho Nguyễn Thị Lý. Nguyễn Thị Lý. 5 cái cho Ngọc Bích Trần. 5 cái cho Ngọc Bích Trần, bán hàng giống lẻ luôn á. Áo khoác giá 111 cho Nguyễn Thị Nguyễn. 2 rồi, chưa 2 rồi. 3, 4, 5. Comment đúng mã đi mấy chị ơi. Chị chỉ giá 111 vô. Chạy chạy ra kia đếm coi bao nhiêu cái nữa. Ê, ra đếm coi bao nhiêu cái ở ngoài đó để tính luôn. Chưa nha, đang ngưng ở ai rồi đó, đang ngưng ở chị nào rồi đó. Đợi xíu ra nó đếm nó giục số cái ra đó. Em chỉ nhận đúng cái hàng đây. Áo khoác giá 111 hai cái cho Diễm Thúy. Hai cái Diễm Thúy chục ra. Thêm một cái cho Đời Là Thế. Một cái Đời Là Thế. Khoác giá 111 cho Minh Thu. Minh Thu. Giá 111 cho Tuyết Nhung Mai. Chị Tuyết Nhung Mai. Áo khoác giá 111 cho Nguyễn Phương. Nguyễn Phương. Rồi mấy cái nữa.
Hả? 11 cái nữa hả? Là gì? Trời ơi, nãy giờ người ta đọc tên là nhục ra luôn đi. Rồi, là bao nhiêu cái rồi? Bao nhiêu cái rồi? Thêm 4 cái. Thêm 4 cái nữa hả? Rồi. 5 cái có chưa? Rồi. Rồi. Rồi, áo khoác giá 111 cho Ngọc Mai. Ngọc Mai rồi. Áo khoác giá 111 cho Bích Diễm Nguyễn. Bích Diễm Nguyễn rồi. Comment đúng mã đi mấy chị ơi. Rồi. Xong chưa? Rồi. Xong chưa? Cái này Khánh Vân để đi, Khánh Giang để đi. Cái lộn Khánh Vân để đi chứ lộn. Em điên luôn á, thiệt. Lâm Xuyến kèm số điện thoại, Ngọc Nguyễn Hạnh cầm trên. Nè, Ngọc Bích Trần lấy cái này nhanh nè chị. Nhanh nè. Ngọc Bích Trần thì giá này là giá thấp hơn giá sỉ 25.000. Mấy chị nghĩ đi, em có lời được nhiêu đó để bán cho mấy chị không? Đúng không? Em chưa có lời với mấy chị phần đó nữa thì làm gì em bán được cho mấy chị? Nói mấy chị nghĩ đi, nó không Ngọc lỗ thì Ngọc nó chỉ có lỗ thôi, nó không lấy được được vốn luôn. Nên chúng ta mua hàng thì chúng ta chấp nhận không chọn mẫu thì chúng ta hãy mua, còn không thì cứ ngồi chơi chả việc gì hết trơn á. Nha. Chẳng việc gì chúng ta phải lăn tăn hết á. Nó là đừng có tới lúc đó rồi em ơi không chọn màu rồi, giờ chị muốn thích màu xanh, chị muốn lấy cái màu vàng, em để cho chị đổi qua chị cái màu vàng thì có ai bắt chị mua ở đâu, đúng không? Áo khoác 111 áo ta 160 mua về người ta còn khen rẻ 160 mà khách em mua về bán lại nha mấy chị nha, giùm mà bán lại nữa đó, có nghĩa là em bán cho mấy chị giá đó, mấy chị về mấy chị tăng giá lên mấy chị bán nữa thì mấy chị nghĩ đi, giá lẻ của em là bằng giá sỉ đó. Áo khoác 111 cho Bích Đào. À, chị có đầu năm rồi. 111 cho Ngọc Hạnh Nguyễn. Khí thế vậy ha. 111 ngàn chị anh Nguyễn ơi. Ngày mai mới có bán không nữa, ngày mai mùng 7 chắc đi chơi lao lao quá. 111 cho Kim Duyên Trần. À, ngày mai có ai muốn em bán hàng cho mấy chị không? Nè, nhà Bích Trần lấy nhiều nha. Em nói vậy đấy. Em đem cái này ra là để cái này tội nghiệp nè, đáng lẽ phải để cho chị Nhật Lan á. Thiệt. Để Nhật Lan dài mới bãi chưa khai trương cho mở hàng. Khổ tâm lắm luôn á. Cánh dơi thì bao nhiêu ký mà cũng vừa rồi ha. Khỏi nói hàng BT, hàng em bán sale giá 99. Hàng em bán sale giá 99 bây giờ là 69 thì comment giùm em đúng là... là có nha mấy chị ơi. Ờ, trắng 69 ha. Áo khoác giá 111 cho Hoa PH. Dây nịt bây giờ không biết ở đâu mà kiếm hết. Tết là gom lại một cột. Gộp lại, lấy bao che lại hết toàn bộ. Bây giờ chưa soạn ra được cái gì hết. Về nhà chưa nóng được cái giường, thiệt sự chưa nóng. Ngủ còn chưa ngủ đã nữa đó mấy bà. Năm trước em bán 230. Em có bán đâu có sao đâu em. Giá đó người ta vẫn về, người ta rồi vui cái giải là người ta sướng đời rồi. Rồi trắng nè, trắng cho Surilam. Trắng 69 cho Đoàn Xuân. Đoàn Xuân. Rồi. Trắng 69 cho bắp bắp cải. Chị bắp cải lấy đủ màu, xíu lên màu cho lựa. Rồi còn hai cái trắng. Trắng 69 cho Võ Nhân. Võ Nhân rồi. Trắng 69 cho anh Nhật. Rồi hết rồi. Nè vàng nè chị bắp cải, đủ màu thôi, em ngứa ngứa em lên hết màu đâu. Nha, nãy mạng đó sập tự nhiên. Cái này là em lấy riêng nè, em lấy 99 ngàn nhưng mà em lấy riêng ra em bán 69 em để câu view đầu like nè. Giận dễ sợ luôn á. Rồi vàng, mụ Hà Phan nữa nè, chụp nhanh lên. Mụ Văn Lý hơn quá, vô đúng ngay cái mã này bà lấy rồi. Em nhớ gu của mấy chị lắm. Rồi vàng 69 cho em nào đi. 65 ký mặt. Vàng 69 cho Nhung Lưu. Rồi Nhung Lưu nè, vàng Ngọc Bích Trần nè, chị bắp cải nè. Rồi, trắng hết rồi. Rồi, còn cái vàng nữa thôi. Màu đen với màu đỏ nữa. Thấy chưa, hàng 99 chơi vậy đó, bán 69. Thay vì em lì xì mấy chị 19 em bán mấy chị 99. Là mang tiếng là có lì xì đúng không? Mấy chị cầm hiện giật lên mấy chị mới à con nhỏ này lì xì cho tao 19 ngàn. Mấy chị đâu có biết cái này nó còn nhiều hơn cả tiền lì xì rất là nhiều luôn. Rồi, đen chị Đoàn Xuân nè. Rồi đang chị Võ Nhân hả? Vào kịp không? Rồi đọc đi. 69 cho Võ Ngọc Ngân Tuyền. Rồi hết rồi đó, hết trắng rồi. Rồi rất đắt khỏe rồi, ok rồi, còn nào nữa không? Ken hả? Rồi đang cho Ken Phan. Rồi đang chị Ken Phan. Đen cho Đoàn Xuân. Đen Đoàn Xuân. Đen cho Võ Nhân. Đen chị Võ Nhân. Đỏ cho Ánh Hiền. Đỏ Ánh Hiền còn đỏ mà. Hai đen. Đỏ nữa. Hết đen rồi. Còn đỏ không mấy chị ơi? Còn đỏ ngọ, hết đen hết trần rồi, còn hai cái đỏ. Đen với đỏ đang Ngọc Bích Trần. Rồi, đen đỏ Ngọc Bích Trần chứ đâu nữa mà đen. Rồi. Đỏ 69 cho Huyền, con Huyền. Lên hai cái áo giấu quần nha, lên hai cái áo giấu quần nha mấy chị. Này em đọc mã nha, cái này em sẽ đọc mã số à. Áo giấu quần thì khỏi hỏi ký. Này giấu quần mà.
phơm của nó sẽ gọi là phơm phơm hồng phền không mấy chị ha. Rồi em đọc mã số nha. Cái này mấy chị mặc á thay cái đầm, có nghĩa là mình mặc cái quần đùi bên trong nó sẽ mất luôn cái quần của mình, nó cảm giác giống như là bụi đời chợ lớn, bà nào mông to càng đẹp nữa. Rồi cái này màu xanh lá, em mã số là 347 nha mấy bà già. Rồi mã 347. Mã 347. Rồi một mã 347 nè. Rồi tiếp theo. Tiếp theo. Xong chưa? Mã 347 xong chưa? Để em lên cái nữa nè. Rồi, mã này cũng giống như vậy luôn. Nhưng mà là màu xanh. Xanh ấy, xanh khác. Xanh dương. Rồi mã là 413. Rồi, mã 413. Ê, còn cái nữa nè. 247 nhận thêm một người nữa đi. Mã 347 chứ, còn cái nữa. Rồi, tiếp theo. Áo cam này có một cái à. Con cái này cho nó đi bả cho rồi thôi mấy chị ha. 62kg đổ về. Mã 413 đó Tống Thị Đánh. Rồi, áo cam. Mã 212 mấy chị ơi. Rồi, mã 212 nghỉ được chưa? Nghỉ nha. Em định lên giày nhưng mà mai chả soạn đâu. Chưa soạn ra gì hết trơn á. Áo khoác này giá là 99, bây giờ em bán 69 nha, các bạn phải quánh gian đâu. Mã 347 65kg đổ về, comment giùm em là mã 505 505 65kg đổ về, 69.000. Rồi, còn kim không? Còn. Rồi, cho cái kim vô. Rồi, mã là 212 cho Huỳnh Nguyên. Mai mua tiếp. Hả? Bây giờ thích thôi, ngủ đi, mai mua tiếp. Thì giờ bán em bán hoài luôn, mới tới sáng cũng được. 505 cho Phạm Nguyên. Hàng như em bán mấy sáng cũng được luôn á. Rồi, 505 cho ai vậy? Phạm Nguyên. Rồi, 505 chị Phạm Nguyên. Ok baby. Rồi, 505 Phạm Nguyên. Đây là cái gì nữa đây? Trời ơi, có mấy cái áo trắng nè mấy bà. Chỗ tâm quá. Có mấy cái thôi, cái này có mấy cái thôi. Cái này nó hình nó khác thôi nha mấy chị, cái hình của nó khác thôi, cái form của nó là giống nhau hết luôn. Áo này cũng là áo 80, giá sỉ còn thôi, sỉ 75. Rồi xong chưa? Giờ bán 69. Rồi giờ em Thảo đọc mã nha. Rồi đọc mã 14. Rồi 62-63kg đổ về, hàng LS 9 góc thôi mấy chị ha. Rồi mã 14. Sơ mi để mùng 8 đi mua luôn lận. Sơ mi mùng 8 em bán rồi mấy chị đem về nhà rồi. Rồi kiểu giống như là chị để chung với cái đơn này luôn. Nhưng mà mùng 8 chị vô chị mua. Đó, em về luôn mấy ngàn cái em bán một lần cho nó sung sướng cuộc đời. Rồi 14 cho bà heo nè. Rồi 14 cho heo rồi, ai 14 nữa nhanh đừng nghỉ mấy bà ơi. Vốn gì bắp cải nè. Thấy càng ngày càng đỉnh luôn chị bắp cải. Hồi trước chị mua mới mua của em chị đã hài lòng rồi, dạo này chị còn không tin đúng không? Cái này chất lượng lên. 14 trong Nguyễn Quế Thanh. Rồi, còn cái 14 hết. Còn gì nữa không bé? Dạ rồi, nãy em đi làm kìa. Nè, còn mấy cái áo khoác này chơi luôn đi. Hàng bơm này mấy chị thấy không? Nó lộn xộn. Em đọc tên cho mấy người bơm cho vui. Muốn đọc không? Muốn đọc cho Nguyễn Trâm. Giấy tờ còn à mấy chị. Nhiều khi mấy chị chối á, khó chối với em đó. Máy em hiện hết trơn à, luôn. Phải chi nó mất trí nhớ như em thì hay. Nó không mất trí nhớ. Mã 14 cho Nguyễn Ngọc. Cho Ngọc Nguyễn 928. Trời má ơi, áo khoác 111. Rồi này là Nguyễn gì đây mà số điện thoại là 3304. Cái gì Quỳnh Trần. Rồi bà này. Bà Kem Phan lựa hai cái dư 1 cái. Đó mấy chị thấy không? Rồi giờ cuối cùng Thảo nó ôm với ai ôm? Rồi bây giờ áo khoác đương nhiên là 60-62kg rồi ha. Thánh Giang toàn bộ luôn nha mấy chị. Hồi nãy chị nào bị hụt thì bây giờ mình lấy. Ok chưa? Chị nào mua hay bán khỏi cần hụt hay không hụt. Thế mà bụp thôi. Mua hàng giữ lại bill hóa đơn cho em nha. Rồi xong chưa? Hàng của em giống hàng siêu thị mấy chị. Mấy chị tưởng tượng đi mua siêu thị sao thì mua hàng của nhà em Thảo như vậy. Nó chuyên nghiệp như vậy đi, rẻ cũng phải chuyên nghiệp nha. Giờ 30.000 cũng phải chuyên nghiệp. Em thích như vậy, bởi vì sao ạ? Làm như thế, chị em mình không thích lòng nhau. Rồi, tiếp tục, cái áo khoác. Khoác xanh à. Áo khoác giá
111 ghi giùm em áo khoác giá 111 nha. Người miền Bắc là giá, người miền Nam là giá, muốn ghi gì ghi. Rồi, tối mang mạng gì đâu ạ? Văng ra hồi mai mua. Mới lại con tiếng đồng hồ chứ mấy mà khách đi hết trơn rồi. Không phải đâu mấy chị ơi, do cái đường link của bên em á, do cái đường link của bên nào nó yếu á. Đường wifi á nó yếu á. Mốt em đăng ký 3G em chạy chứ. Áo khoác giá 111. Không chọn màu quá nha. Áo khoác giá 111 cho hồng. Tới hồi chọn màu xong bắt tôi đọc màu đánh chết. Áo khoác giá 111 cho Lê Trân. Rồi. Áo khoác giá 111 cho đời là thế. Rồi. Bơm nè. Đó bơm. Áo khoác giá 111 cho Minh Thu. Rồi. Em áo khoác giá 111 cho Tuyền Thanh. Câu viên thật chứ không phải câu viên bảo đâu. Áo khoác giá 111 cho Hiền Phạm. Rồi hết nè. Giờ lên gì mà nó có nguyên một giây. Cô có cái đầm đen nè. Ôi trời ơi, mọi đầm đỏ đầm đen đây nó còn. Mọi ơi, tôi bị mù, tôi không thấy trời. Rồi, bao nhiêu đơn rồi? 29. Ủa, mới có 200 đơn. Mà lại 2 buổi có 200 đơn, biết sao không bán từng cái lâu. Bán từng cái nó lâu. Nè, đầm đen nè. Đầm đen đá 65kg, 70kg. Rồi đầm đen 69, như vậy biết sao giờ. Rồi đầm đen, đầm đỏ, đầm hồng. Trời ơi, nhìn sao mi đẹp dữ vậy luôn hả? Tôi còn thấy mình mê mấy bà. Em có mặc sơ mi ra, không ghét sơ mi lắm. Thấy mình phê nữa mà. Giờ sao? Thông báo cho mấy chị vào vài buổi sẽ về trễ một tuần. Trễ hơn dự kiến một tuần. Đáng lẽ là 12 âm lịch sẽ về tới. Nhưng mai chắc khoảng tầm 16, 17 âm lịch mới về tới. Lý do là do là cái đường vận chuyển hàng hóa. Nó do là vận chuyển quá nhiều hàng hóa nó bị kẹt. Khổ vậy. Rồi đầm đen cho bà già nào kìa. Ui trời. Đỗ Ngân kèm số điện thoại chị ơi. Đầm đen 69 cho bắp bắp cải. Kèm đầm đỏ 69 cho Lê Trân. Rồi với cái hồng hết rồi. Đầm hồng 69 cho Huỳnh Nguyên. Nữa không nghỉ nha. Mai bán nha. Nghỉ nha. Giờ không biết bán gì trơn. Giờ cũng nằm tá lã anh binh hết trơn. Này cái sọc đỏ còn mấy cái này quất luôn đi. Áo có cổ hết hàng à. Áo có cổ màu vàng còn kìa. Còn đâu phải 5-7 cái gì kìa. Có cây an đông mà không phải áo kiểu, áo đơn giản đó. Nó cây có cái đính châu á, cái đính châu tôi để riêng đó. Đính lợi mùng 10 áo. Nè giờ em đọc cái lịch hàng về cho nghe nè. Cho phê nè. Giờ ít người em đọc cho nghe nè. Mùng 8 là áo sơ mi an đông về. Mẫu mới đương nhiên rồi. Rồi mùng 9 là biết gì không? Mùng chín em không biết. Mùng chín là có khả năng là áo sơ mi nam về, thun nam về. Rồi mùng 10 là biết gì không? Áo an đông đá về. Rồi 11, 12, 13 trở đi biết gì không? Đồ bé về. 14, 15, 16 dự kiến là rồi. Dự kiến là cái gì mấy chị biết gì không? Giờ gọi bưởi về, ví đầm về, ví cầm tay về, ví mà ví nhỏ, ví bé, ví mà mình có thể chợ búa để một cái thẻ nhỏ vô trong đó giống như ví nam vậy đó. Đó là dự kiến ha, dự kiến. Và đặc biệt mùng 9 đặc biệt nhất mà em quên mất. Mùng 9 là đặc biệt nhất mà em quên, em lại nói không có hàng gì về. Mùng 9 là len ha. Mùng 9 là len cao cấp sẽ về. Nên là mấy chị khỏi cần lo là hàng nhà Thảo hiếm hoi ha mấy chị ha. Khỏi lo, em có, mà trong khi hàng em chữ bên kho em chưa lục ra đấy. Hàng chữ bên kho chưa lục ra đó. Mà đã có dự kiến hàng của cả năm vừa rồi thì mấy chị hiểu là cái dù em bầu bì nha, em bầu bì em không mặc mẫu được mà em còn mạnh mẽ em nhập hàng cho mấy chị thì biết là cái tự tin và cái chất lượng hàng hóa. Dù em bán không được em cũng tự tin là hôm nay em bán được như ngày mai chắc chắn em sẽ bán được. Hôm nay người ta mua một cái thì thế nào ngày mai em bán cũng được thêm một cái. Do cái người kia giới thiệu cho người khác mua. Tự tin lắm ha, nên là cứ ngồi đây chơi xơi nước. Ngồi ăn chơi xơi nước. Có đồ, có hàng. Dịch bệnh nhiều lắm rồi. Ở nhà mua đồ khỏi đi đâu hết nha. Hạn chế đi ra ngoài. Em bây giờ hồi trưa này hẹn đi siêu thị mà cuối cùng không đi là vậy đó. Lê Trâm mua. Ủa sao còn hiện comment không bên đây? Sao đứng comment đơ càng rồi hết rồi. Đơ càng hết trơn rồi. Áo sọc đỏ 69 rồi còn mấy cái nữa quốc luôn cho em Thảo luôn ha.
cái rang nó không có phối bình thường mấy chị, nó đã phối ở đây rồi nha, nó phối ở đây mà nó phối vòng luôn cho mấy chị ra phía sau á, không lạnh không mấy tiền. Cái này mấy chị có thể giặt mấy giặt không sợ tù, không sợ giãn, lý do bị vải quẩy đi trâu vải xịn nên không có. Này nhìn cái bịch hàng đi, cái bịch hàng thôi là hết tiền rồi đó. Rồi comment giùm em sập đỏ 69. Ủa sao mà nó hết hiện comment rồi hả mấy chị, nó không thèm hiện ai nữa vậy? Em nhìn áo sơ mi em thích quá hả, nhưng nghỉ ngơi cho em bé. Đúng rồi, sáng giờ chị bán cũng hơi mệt hi hi. Hôm nay khai trương hả? Hôm nay khai trương đúng không? Hôm nay nhiều người khai trương một buổi đây nè, còn cá đi. Hy vọng là cổ vuông đó mấy chị. Đỗ Ngân cho số điện thoại Đỗ Ngân ơi. Đỗ Ngân cho số số Đỗ Ngân này, Đỗ Ngân Long Sơn à? Không biết nữa. Bây giờ máy nó mất hết thông tin nè, em chả biết đường nào mà mò. Nè đó, đầm cam thì đó, thì comment thôi, ghi mã đi, công bằng mà có cái này mất công dành lắm, dành lắm. Mã 323 rồi, mã 323 này rồi, mã 323 cho em Thảo. Ui còn cây bơm nữa à. Rồi 323 này bán luôn đi, chứ cái này năm sau tôi mới mặc, nó vào rẻ xong biết tôi có không. Rồi 12 đắng đầu bé đúng rồi. Rồi sập đỡ chị Tuyền Thanh. Rồi nè đầm vàng nè, tặng nó cái bát cho thủy khô gì. Cái 3, này 3, mấy 3. Chị thiệt luôn á, giận dễ sợ. 3323 cho Lê Ri 230, thấy chưa. Kêu tôi lì xì nữa tôi đánh chết luôn. Lì xì nãy giờ tiền triệu rồi đó nha, tiền mấy triệu rồi đó nha. Rồi mã 230 cho em Thảo này. Chị bán mà cũng phải trà mà em chung 4 là đâu rồi. Em cứ nói bán cái gì quên này mấy chị ha, cho đưa cục hàng bên đây. Ở đây nữa nè, này có hai cái thôi, mấy chị nhanh lên nhé. Mã này có hai cái thôi, đưa vừa viền tay để hôm nay nhanh cho mấy chị nghỉ cho. Nè cái này đi viền tay, hàng hiếm ha, hàng sport thể thao, hoặc không đẹp cũng lấy tiền. 55-57 ký đổ về. Mã 230 cho ngôi sao để loi. Rồi mã là 131. 131 nhận hai cái nha. Rồi mã 131 69.000. 131 nè. Rồi mã 31 hai cái. Hả sọc đỏ cho chị nào kìa, sọc đỏ chị Như Quỳnh luôn kìa. Sọc đỏ 69 cho Như Quỳnh luôn. Rồi, mấy nhớ ghi chữ mã vô nha mấy chị, thôi tính tiền 230.000 thấy bà thấy tổ luôn á. Mã 131 nhận hai cái đi. Rồi mã 10 màu 131 hồng. 131 cho Lý Võ. Màu hồng là mã 340. Ê, 304 301 heo sumo. Trời ơi, mù luôn rồi. Rồi, màu hồng là 304 nha mấy chị. Rồi, màu hồng là 304. Mà chia sẻ không được. Mà sao không được? Thì Đỗ Ngân hình như có, không có xin thương hại đó chứ. Đó, mới xin số đó. Rồi, màu cam đếm lên mã luôn nha. Màu cam là mã 74 đi. Nè, mã 74 nha. Rồi, nghỉ đi, rồi mai bán tiếp. Rồi, mã 74. Ui, bán bù chi giờ chị. Em nó bán 69.000 thàm ngồi chơi sướng hơn mấy chị thiệt. Nhưng mà được cái là em lấy được tương tác của mấy chị, một cái gọi là ví dụ như bán thì lúc nào bán cũng được, nhưng mà có tương tác nó còn khó hơn cả bán nữa. Mã 304 xây dựng một ngôi nhà. Mã 304 cho Đỗ Phương. Rồi có một cái cam là mã đó thôi. Trời ơi, nó đem hai cây ăn đông. Mã 74 cho Quý Võ. Mùng 10 ăn đông, áo ăn đông đá về. Mùng 9 áo len về. Nó độc lịch hết rồi đó nha. Cái này thì mấy chị thích thì để, không thích thì bỏ. Cái chất cơ tặng riêng ngoài thôi. Cổ thuyền. Ừ, cổ thuyền. Không đẹp gì lắm đâu ha. Không đẹp gì lắm. 53, 55 Quý Võ về. Cổ thuyền nha, không đẹp. Rồi đọc mã nè. Rồi mã 240, 240 nhận 240 nhận ba hai cái à, có hai cái à. Mã 240 sập đỏ kìa. Rồi mã 240 được hai cái. Rồi mã 240, 240 69.000. À, do máy nó bị đơ điên á, nó bị đơ đơ càng rồi. Do mạng mẽo nữa, không ghim được, mấy chị thông cảm giùm em. 240 cho Lê Chân. Bà Lê Chân mặt hơi bị hợp luôn đấy. Giờ còn ghim gì nữa, đồng giá không ghim. Thôi giờ ghim gì nữa. Mất rau rồi. Mất 8 rồi. Cái này là cái tặng riêng cho mấy chị. Mấy chị muốn phối cái gì mấy chị phối, không quan trọng nha. Không quan trọng bởi vì sao, cái hàng này nó để cho nhiều chị mà cảm thấy mình có một cái tính cách đặc biệt, hay là
năng động một xíu mấy chị làm chút cơ, tại vì cái này nó rời, nó không có liên quan đến cái áo, có nghĩa là nó tặng rời ra ha. Nhưng chị nào nói là nó làm sao nhìn nó hơi hơi bụi đời một tí, em tháo nó ra chả có việc gì hết. Rồi màu hồng giùm em Thảo luôn nha, màu hồng em Thảo sẽ đọc mã luôn cho mấy chị luôn. Màu hồng mã 240 cho Tuyền Nguyễn. 442 màu hồng là 442 rồi, màu hồng là 442, được hai cái màu hồng với một cái màu đỏ. Thôi nghĩ nha mấy chị nè, nội cái này mà mấy chị nghĩ đi mua ở ngoài thị trường hết bao nhiêu tiền rồi, mấy cái hàng ăn đông này á, tất cả các phụ liệu hàng ăn đông 100% nha mấy chị, được nhập trực tiếp từ Quảng Châu, nên là cái độ sắc sảo của nó ghê lắm. 442 cho Đoàn Xuân, nó có độ sắc sảo riêng của nó chứ không phải là, đây là hàng Việt Nam nha, hàng Việt Nam nhưng thường phụ kiện của nó là hàng Quảng Châu chứ không có phụ kiện Việt Nam mình. À, mã 442 cho Nguyễn Truyền Nguyễn. Mã 497. Rồi nghỉ nha mấy chị, rồi mai em bán sao đâu, từ từ em mua từ từ. 3-4 like, 4-5 like, 7-8 like mà lo cái gì, đúng không? Mai em lên hàng bơm cho. Giờ hai chị nào muốn thích em cắt mấy bao bơm thôi, chứ giờ em cũng không thích nổi rồi. Rồi đó, à, mã 442 đúng không? Giờ em cắt cho mấy chị 3 bao bơm, mấy chị cứ 3 bịch bơm chứ không phải 3 bao bơm. Cho Lý Võ. Rồi 3 bịch bơm. Rồi 4 bịch luôn đi, lỡ rồi cho nó lát luôn đi. Rồi 4 bịch này nữa gì? Ở bệnh còn 3 bệnh hả? Cuối năm hàng bơm về nhiều lắm. Ui, xuống bơm nhiều bơm. Giờ hơi sắp đầu chữ mà. Hả? Thì đó, nhận hồi bữa, không nhận đó. Bữa kêu là đừng đem qua nữa đó. Rồi cái này là không đặt hàng gì tàu lao, tàu lao. Ui, xàm lắm đó chị ơi. À, không có tính ship mà bưu điện họ ghi cái tiền ship 30 á, có nghĩa là bưu điện họ phải ghi tiền ship, nhưng mà thật ra bên em có tính đâu, à, cũng nói là có tính ship không lấy nè. Cái này à, chắc là để chồng kêu quá nè, quần lót nè, hai cái áo ngực nữa, bà nội nào vậy không biết nữa. À, giữ lại à, em Hoàng Chinh. Nó khổ với em này lắm luôn á. Rồi cái quần lót nó để đằng chung với quần lót kia để phân ra luôn đi. Rồi tiếp theo bên mấy cục lớn lớn tí nữa ha mấy chị ha, rồi nghỉ nha. 150 người à, ít quá à. Rồi xong chưa, lên cục nữa đi, cắt cho nó hết chứ để nhìn nó ngứa mắt. Trời ơi má ơi, phát len, tôi chưa gì tôi thấy cái phát len rồi đó, em chưa gì là em thấy cái phát len rồi đó nha. Rồi cái phát len đó. Ừ, hàng trên chỗ nói chuyện mà em tưởng em lên cái app rồi mấy chị. May hồn em còn sống ở đây nói chuyện với mấy chị, chứ không thôi bữa em nói em không nghĩ là một người mua hàng em mấy chục triệu mà có thể nói chuyện như thế này, em không hiểu được luôn á. Hôm đó em nói chị ơi, chị có thể nào chị hiểu được cái tiếng em nói không vậy, em dùng cái tên cái từ đó luôn á, mà em không nghĩ luôn là trời ơi bữa nay tôi mới biết, má ơi thiệt khủng khiếp. Rồi có những người không thể giải thích được. 269 cái áo khoác len, 269 69 ngàn. Rồi kế tiếp, Kế tiếp, mã 269 Hiền. Rồi, đính đá, 4 đơn này của Hoàng Chinh hết đúng không? Của ai ha, cứ bán cho mấy chị ha. Rồi, còn Tết còn đi chơi, đúng rồi. Còn Tết còn mùng còn đi chơi. Hết mùng thì còn tháng Giêng. Đi bộ em, cầm hèn 369 thì đi bộ ơi. Còn Tết thì còn đi, còn mùng thì còn đi chơi. Mà hết mùng thì mình qua tháng Giêng mình chơi ha. Hết tháng Giêng mình còn thanh minh nữa mấy chị. Rồi, xong chưa? 60kg đổ về, áo đá cam với chữ mã mấy chị. Những mã thôi nó tính tiền ra mã ha. 238 mã 238 nha, mã 238 đính đá 69 ngàn. Rồi cái tiếp, áo này không tới 69 ngàn không bán. Rồi áo này cũng không tới 69 ngàn luôn, hình như là tôi nghi. Ôi mẹ cha ơi, đây ba cái áo siêu đặc biệt ha, ba cái áo siêu đặc biệt thôi. Thôi chơi với mấy chị luôn đi, lên con số mà hơn nè. 238 cho chờ anh Nguyễn. Ghi giùm em là áo 52 ngàn, ghi chữ dậy luôn cho em luôn đi. Áo 52 ngàn, ghi số 52.3 số 0 hoặc là 52 ngàn cũng được, hoặc là ghi áo 52 ngàn bằng chữ cũng được. Rồi 55-57kg đổ về đó, em lấy con số tiền thần tài cho mấy chị hơn, không có là tiền thôi, thần tài số khác rồi nha. Số đề là em rành lắm rồi. Ba cái này em chọn màu nhé, em để luôn cho mấy chị giá đó luôn. Rồi bộ đuổi ha, là cái gì đây? Rồi xong cái cây này chưa, xong cái bao này chưa, hết chưa? Rồi bộ đuổi nè. Bộ đuổi nãy ai dặn không có đúng không? Bộ đuổi hồi nãy em bán luôn 69, mấy chị ghi giùm em bộ đuổi luôn đi ha.
Nè bộ đuổi 139.000, giờ em bán cho mấy chị bộ đuổi 52.000. Đừng có ghi chữ 52k mấy chị, tại 52k nó lại trùng mã, nó tưởng đâu tính tiền 69, mấy chị tố cáo em nữa. 52.000. Ừ 52.000 cho chị nào ba cái đó, ba cái đó 52.000. Rồi bộ đồ đuổi nè, nãy chị nào lấy không được nè. Áo 52.000. Rồi bộ đồ đuổi nào 69.000 á, không chọn mẫu á. Chị nào mua về bán đó thì nói em dục xuống luôn nè. Áo 52.000 cho chờ anh Nguyễn. Đó chị nào lấy bộ 69 thôi, bữa mấy chị nói á. Ê hồi nãy gì bộ đuổi 6, bộ đuổi 69.000. Bộ đuổi 69.000 mấy má ơi. Nó ba bộ đó, ai mua về bán thì anh có nói rồi, em quảng cáo rồi em phải la nữa nha. Tại vì mua về bán thì mới được cái mấy chị không lựa màu. Đây bốn đơn của em ấy đây mấy chị ha. Em ấy nói như thế này nè, em Thảo không trả hàng à. Tại sao em Thảo không trả hàng lỗi, tiền hàng lỗi? Thì em mới hỏi là hàng lỗi chị gửi vô chưa thì kêu chưa. Đấy, em nói ủa chưa nhận được hàng lỗi sao bên em trừ tiền cho chị được. Ơ sợ Thảo lu bu Thảo quên, giờ không trừ tôi không lấy. À, giờ em trừ cũng đâu lấy đâu. Ô mà thôi giờ em không cãi nhau bởi vì em đã giải thích rất là kỹ. Nhà em Thảo em nói thiệt với mấy chị, bao nhiêu đây hàng á em có thể. Nhiều khi bưu điện ăn gian em không biết, đúng không? Đương nhiên họ ăn gian nha, nói là họ có ăn gian em cũng không biết. Chứ đừng nói là lại 2 bộ 69 cho Larry. Trời ơi, nói cái câu nghe mua hàng của em mấy chục triệu mà nói câu nghe đau lòng chiến sĩ. Em mệt mỏi lắm luôn. Áo DT chắc còn, áo DT nhà mình hết sạch. Rồi áo DT, trời ơi nói câu nghe em đau lòng, mà mua của em chắc cũng phải tầm 5-70 triệu tiền hàng đó chứ không biết đâu mấy chị. Mà chưa biết, mà em không, em nói là em không thể dùng từ ngữ để diễn tả được, để giải thích được chị hiểu. Mà bởi vì chị muốn nói thôi, chị không muốn nghe ai nói hết mà chị dùng từ như thế này. Chị nghĩ là chị giao cho shipper, chị đưa cho shipper. Mà chị nói là tôi chỉ giao cho shipper rồi, không có giấy tờ gì hết. Có nghĩa là Thảo tin ông shipper là ai? Em đâu có tin ông shipper nào đâu. Em giao cho bưu cục, bưu cục giao shipper, bưu cục tự quản lý shipper. Em chỉ biết là ông bưu cục, ông lấy hàng tôi thì em trả tiền cho tôi. Rồi khi mấy chị trả hàng lỗi cho em Thảo, ok, em nhận. Nhưng với điều kiện, mấy chị phải trả cho em thì em mới nhận được chứ. Mà mấy chị trả em, mấy chị phải gửi cái người nào, mấy chị gửi người nào uy tín. Ví dụ mấy chị gửi, mấy chị phải có tờ giấy gửi. Em gửi hàng, em còn phải có giấy gửi mà. Mất hàng thì em mới có chuyện, em mới có quyền em nói người ta. Mấy chị gửi, mấy chị nói miệng, xong mấy chị nói sao Thảo không tin tưởng shipper nhà Thảo. Ủa nhà Thảo không có shipper. Nhà Thảo là gì mấy chị? Gửi bưu cục. Bưu cục giao cho ai đó là quyền của bưu cục, miễn sao tới tay khách hàng cho tôi, giao hàng cho tôi, trả tiền về cho tôi, vậy là ok. Mà em nói mấy chị cái dùng từ là thiếu hiểu biết, em nói chị ơi chị rất thiếu hiểu biết, em nói như thế. Thì em nghĩ là cái dùng từ đó nó quá nặng, hình như chị cũng không cần biết cái từ đó như thế nào. Anh Thảo thật sự là một, chị nói là có một đôi giày bị lỗi nha, bị đôi mua hàng của em Thảo, em nói ít nhất phải 50 triệu. Mấy chị nghĩ nếu hàng của em không tốt, hàng của em mà không đủ chất lượng, không đủ cái sức thuyết phục, làm sao chị mua 50-70 triệu. Tự nhiên giờ nói dùng cái câu thì em không hiểu. Tới giờ em cũng không hiểu luôn á. Rồi cái áo DT có một thằng thôi ha, 65 chị Ánh Hiền rồi nghiệp quá đi ngủ rồi. Không thôi bà hốt cái này mất rồi. Rồi áo DT đập. Tôi comment giùm em DT 69 mấy chị. Rồi lượm giùm cái ấy lên đi. Rồi cái này, cái này có 290.000 thôi ha. Rồi cái này mấy chị ghi giùm em mã số. Cái đầu bóp giùm, lấy giùm. Rồi, rồi mã 169 cái áo đen này. Rồi DT 69 là của heo sumo. Rồi mã này là mã 169 này, áo đen 169 này. Rồi cái này là cái đầm 69.000 luôn nha. Rồi áo đen 169. Cái đầm này 60-62 cái cũng được, thì cái bãi nó giãn á. Rồi cái đầm này là mã là 194. Rồi đầm này là mã 194. Rồi thêm cái DT này nữa. Ôi có cái DT trắng nữa nè. Cái DT trắng cho ai đi nè. Cái DT trắng hồi nãy là DT 69.000. Có mấy người comment đó. Rồi để cho mấy chị luôn đi. Giờ đọc mã nữa rồi mấy chị dành nữa từ nghiệp nè. Rồi DT hồng. DT hồng Thảo đọc mã nha. DT hồng Thảo đọc mã cho mấy chị ha.
69 cho Huỳnh Nguyên. BT Hồng 439 mấy chị, mã 439 ạ. Ghi mã 439 cho em nha. Rồi còn cái này nữa. Thôi còn một bịch nữa ha, làm cho nó xong luôn đi. Thì có nhìn thấy chuyến trai gai mắt dễ sợ, nó không chửi nhưng mà cũng muốn hỏng lắm. Mã 191 chị Yên học cao thế. Hả? 4 đơn mà gì? Rồi áo dài cách tâm. Ôi rồi ơi. Rồi áo bé, tại mấy cái này nó thấp hơn giá trị đó nên giờ biết sao giờ. Đó, chị thấy em đóng hàng không? Hả? Nội tiền hộp mới hết tiền nhỏ rồi. Rồi áo bé được 2. Áo bé để bữa nay em lên cho. Áo bé em chưa soạn xong. Áo dài cách tâm size XL. Rồi áo dài cách tâm size XL. Size XL là size gì mấy chị? Size 62kg đúng không? Rồi áo dài cách tâm. Thôi tháo ra luôn cho mấy chị nha. Ủa áo dài cách tâm có 65.000 thôi mấy bà ơi, thiệt khổ tâm ghê á. Comment giùm em áo dài 65.000 ghi như vậy nha. 62-63kg đổ về áo dài 65.000. Rồi trong đây là cái gì? Ui dồi ôi áo phá. Ui dồi ôi cái đầm 5 cây dầu so bóp. Rồi comment cho em dầu so bóp. Thôi dầu so bóp em bán với chị đâu nha, mà thôi bóp để mấy bữa nên bán cho. Dầu so bóp em phải đợi nha, em phải đợi mùa của em mới lên hàng. Rồi DT hết. Ôi ánh đèn còn hả chị? Em tưởng chị đi ngủ mất rồi. Rồi cái áo khoác nè. Ủa má ơi cái áo khoác cũng xin. Cái áo khoác này có nón nỉ luôn nha, đặc biệt không. Rồi 60-62kg đổ về. 65kg mặc vừa không? Sao mặc vừa. Nhỏ thì rút cái dây này lại. Ở dưới này nó có dây hàng xuất khẩu ha. Rồi áo khoác này để em thả đọc mã cho. Rồi áo khoác để em thả đọc mã. Ủa bên bển còn hiện comment không? Bên đây hiện của chị Thúy Diễm nó rơ luôn rồi. Rồi xong chưa? 275 nha mấy chị. Rồi comment giùm em mã 275. Rồi áo dài 65.000 của chị Ngọc Hạnh Nguyễn kìa. Rồi 275 một cái. Rồi xong cái này nữa rồi. Hợp. Ok chưa? Áo khoác mã 275 đó chị. Má ơi cái đầm 200 mấy nữa nè. Rồi ai cuối giờ hớp được cái này chắc tối nay khỏi ngủ ha. Tối nay chắc sẽ không có anh nào ngủ được. Nếu mà chụp được cái này giá 69.000. 60kg đổ về, comment giùm em mã. Ghi chữ mã đi, ghi chữ mã đi. Mã 275 cho Thanh Thùy. Ghi mã trước đi. Mã 160 à. Ghi mã trước đi rồi em đọc mã số rồi đấy. Rồi ghi mã 160 cho em nha mấy chị nha. Mã 160. Rồi xong chưa, nghỉ được chưa? Nghỉ. Hẹn gặp lại mấy chị trưa mai nha. Trưa thì mạng nó khỏe hơn. Trưa mai chắc em cũng ráng tranh thủ qua bên kia lấy hàng bán cho mấy chị ha. Chứ cứ có mấy mặt hàng này nó lẻ, nhiều chị giục không được cũng tội nghiệp mấy chị quá à, đúng không? Rồi tối nay ai giờ chụp được cái đầm mà tối nay mất ngủ. Rồi hẹn gặp lại mấy chị trưa mai ha. Em cố gắng em sẽ soạn hàng cho mấy chị nhiều hơn. Chứ bây giờ là hơi khó. Bây giờ em xả hàng bơm thì cũng được đó đi, nhưng mà mệt quá ha. Ở trưa mai mình cắt tiếp, mình còn tới 2-3 ngày bán hàng bơm mà lo gì đúng không mấy chị? À, mai mùng 7 còn 2 buổi nữa mà, còn trưa mùng 7, tối mùng 7 à, qua mùng 8 thì chúng ta lên hàng sumi, hàng cục rồi, khỏi lo. Ok chưa? Rồi. Không biết hả? Không biết vào like sao vậy? Fan cứng mà không biết. Thấy nó báo bình thường mà, thấy báo mà, máy của em nó báo luôn á. Rồi nghỉ nha đồng bào nhà mình, hẹn gặp lại trưa ngày mai. Nhớ bấm theo dõi trang fanpage của nhà em Thảo nha mấy chị. Và nhớ giùm em, nhớ giùm em mua hàng có ý thức giùm em ha. À, chúng ta quên thì có người khác hỗ trợ rồi, chứ đừng có lấy lý do quên rồi không lấy hàng tội nghiệp ha. Rồi bye bye, hẹn gặp lại trưa 12 giờ. Chào mấy chị nha.